Các bạn đang nghe truyện trận vấn trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 229, Thân Pháp Sau khi mặc họa về nhà, liền dựa theo trang tiên sinh dạy bảo, bắt đầu học giải trận. Hắn nằm sấp trên bàn sách nhỏ của mình, trước tiên lật bản giải trận tập luận ra, sau đó so sánh với những gì mình đã học trước đó, so sánh lẫn nhau, kiểm tra thiếu sót. Đã nắm giữ trước hết bỏ qua, khái niệm trận pháp không quen thuộc, không rõ, không hiểu ra sao thì ghi nhớ, lại quay đầu chậm rãi nhìn, chậm rãi suy tư. Bỏ ra một canh giờ, sau khi có ấn tượng đại khái, mặt họa liền thu hồi giải trận tập luận. Trước mắt nhìn đến nơi này là được, trong lòng có dàn giáo, lúc giải trận gặp phải vấn đề cụ thể, trở về lật xem liền tốt. Sau đó mặt họa cẩn thận từng ly từng tí mở ra trận đồ cũ kỹ, bắt đầu học nghịch linh trận. Nghịch linh trận không thuộc về phạm trù ngũ hành trận pháp, là một loại trận pháp đặc thù, trước đó mặt họa chưa bao giờ học qua nghịch linh trận văn trận xu và bút pháp đều có chú ý khác nhau tuy vẫn là trận pháp nhưng vẽ ra cảm thụ hoàn toàn khác nhau mặt họa vừa có chút khẩn trương lại vừa cảm thấy mới mẻ khẩn trương là bởi vì nghịch linh trận quả thật khó hơn không ít mặt họa không biết mình có thể học được hay không cảm thấy mới mẻ là bởi vì nghịch linh trận cùng ngũ hành trận đều là trận pháp nhưng lại hoàn toàn khác biệt thậm chí cùng trận pháp nhất phẩm bình thường cũng khác nhau một trời một vực nhất phẩm thập văn thiên đạo dị số không bị phẩm giai hạn định, cái này đã phá vỡ nhận thức trận pháp do mặt họa tạo thành. Đồng thời mặt họa lại sinh lòng chờ mong. Thế gia này còn có rất nhiều loại trận pháp hắn không biết, đồng thời cũng có rất nhiều siêu phẩm trận pháp có thể xưng là thiên đạo dị số. Những trận pháp này tức giữ ở gia tộc, tông môn, đạo đình, hoặc là một số thế lực không biết tên. Hoặc là di tích động phủ, lăng mộ cổ tu, vùng đất mang hoang, biển vô biên, hoặc là một góc không đáng chú ý nào đó trong cửu châu mênh mông. Không biết tương lai có thể du lịch cửu châu, tìm hiểu cổ trận hay không? Nếu học xong những trận pháp này, liệu có thể có thần thông cải thiên hóa nhật không? Mặc họa ước mơ một chút, sau đó liền thu liễm tâm thần, tự mình khuyên bảo hai lần, không nên mơ tưởng xa vời, đừng mơ tưởng xa vời, sau đó bắt đầu thành thành thật thật học nghiệp linh trận. Mặc họa vẫn là trước nhớ kỹ trận văn, sau đó giờ tí, nhắm mắt nghỉ ngơi thần thức thì chìm vào thức hải, luyện tập trận pháp trên đạo bia. Nghịch linh trận trang tiên sinh đưa cho mặt họa, chỉ có chín đạo rưỡi trận văn. Mặt họa chỉ vẽ ra hơn chín nét vẽ, thần thức liền hao hết, không cách nào vẽ tiếp nữa. Mặt họa xóa đi trận văn, thần thức quay lại, nhíu mày suy tư. Bộ nghịch linh trận này tuy là chính đạo rưỡi trận văn, nhưng hao tổn thần thức quả thực nhiều hơn rất nhiều so với cửu văn trận pháp bình thường. Cửu văn là giới hạn, trên giới hạn là chênh lệch thần thức sâu không lường được mặt họa thở dài nhưng điều này vốn nằm trong dự liệu của hắn như trang tiên sinh nói với thần thức hiện tại của hắn vốn không thể vẽ ra nghịch linh trận mục đích của mặt họa vẫn là mượn nhờ luyện tập nghịch linh trận tôi luyện thức hải tăng cường thần thức có thể học được trận pháp hay không vẫn là việc phụ chỉ cần thần thức đủ mạnh mặt họa liền có vốn liếng đột phá trúc cơ mà chỉ cần thần thức đủ mạnh luyện tập nhiều hơn cũng sẽ không có trận pháp nào học không được. Học không được thì luyện nhiều, luyện mấy chục lần, trên trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần, như thế nào cũng có thể học được. Mặt họa cứ như vậy luyện cả đêm, đối với nghịch linh trận cơ bản quen thuộc, thần thức cũng tăng cường, mặc dù không tính là rất nhiều, nhưng mặt họa đã rất hài lòng. Trận pháp nhất phẩm bình thường, mặt họa hiện tại học không có gì khó khăn, rèn luyện đối với thần thức cũng cực kỳ bé nhỏ. Cường độ thần thức phục trận đủ rồi, nhưng cường độ ở trên trận xu lại bao hàm rất nhiều trận văn cấp thấp vẽ thời gian dài hiệu suất thấp lĩnh ngộ đối với trận văn cũng không đủ sâu sắc khách quan mà nói nghịch linh trận đối với rèn luyện thần thức đã đủ mạnh hôm nay luyện tập nghịch linh trận tăng cường thần thức một đêm so với luyện hai đêm trước còn muốn nhiều hơn luyện trận pháp cả đêm tuy thần thức vẫn tràn đầy nhưng trong lòng ít nhiều có chút rã rời mặc họa thả lỏng tâm thần nghỉ ngơi một chút liền đến giờ mão ánh sáng mặt trời mới mọc, lại là một ngày mới bắt đầu. Một ngày sáng sớm, mặt họa theo thường lệ tu hành một hồi, sau đó nhìn ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ từ từ dâng lên cùng ánh sáng mờ mờ đầy chân trời, tâm tình cũng vui vẻ lên. Sau này chỉ cần lĩnh hội nghịch linh trận, thuận tiện học phục trận, luyện giải trận, thần thức sẽ theo linh lực chậm rãi tăng trưởng, cũng sẽ có ngày trúc cơ. Linh lực ngưng luyện, thần thức dài gấp bội, xây dựng nền tảng đại đạo. Chỉ cần có thể trúc cơ, con đường tu đạo cũng coi là bước ra một bước dài. Vì trúc cơ, mặt họa bắt đầu ma luyện thần thức, nhưng đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ngoài ra, mặt họa còn có một việc phải làm, chính là vào nội sơn. Ngoại sơn hắn rất quen thuộc, dư đồ cũng vẽ, thảo dược khoáng thạch cùng hương liệu đều đã hái qua, yêu thú cũng giết qua, mặc dù là mượn nhờ trận pháp giết. Lại đi ra ngoại sơn, đã không có ý tứ gì. Cùng lúc đó, mặt họa cũng muốn yêu huyết nhất phẩm hậu kỳ yêu thú ngoại sơn phần lớn là nhất phẩm trung kỳ dùng yêu huyết của nó điều phối linh mực đi vẽ trận pháp nhất phẩm tác dụng của trận pháp sẽ yếu bớt nội sơn thì khác yêu thú lấy nhất phẩm hậu kỳ làm chủ huyết khí hùng hậu phẩm chất yêu huyết càng tốt trận pháp vẽ ra càng mạnh linh mực tốt hay xấu đều sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của trận pháp mặt họa hiện giờ dù chưa định phẩm nhưng đã là nhất phẩm trận sư chỉ luận trình độ trận pháp đã tiếp cận nhất phẩm trận sư đỉnh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, trận pháp của mặt họa sẽ không còn tăng lên rõ rệt, vậy cũng chỉ có thể thông qua tăng lên phẩm chất linh mực, để tăng lên uy lực cùng hiệu quả của trận pháp. Mặt họa đi tìm mặt sơn, nói mình muốn vào nội sơn. Mặt họa luyện khí tầng 7, là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đã sơ bộ có tư cách tiến vào nội sơn. Mặt sơn tự nhiên không đồng ý, hoàn cảnh nội sơn càng hung hiểm hơn, yêu thú càng hung tàn hơn, hơn nữa không chỉ có yêu thú, còn có những tu sĩ khác thân phận không rõ, thiện ác không biết. Thế núi hiểm ác, yêu thú hung tàn, nhưng hung hiểm nhất vẫn là lòng người. Cha, thân pháp của con tốt hơn, có thể tự vệ. Mặt họa nói, từ khi cảnh giới đột phá, thần thức và linh lực tăng trưởng, hiệu quả của thiên diễn quyết cũng tăng lên một bước. Dựa vào thần thức điều khiển linh lực, lại mượn linh lực dẫn dắt thân thể, thi triển thể thủy bộ, tự nhiên nâng cao một bước. Mặt sơn giật mình, suy nghĩ một chút nói, vậy thì luận bàn thêm một chút, ta bắt ngươi, ngươi dùng thân pháp trốn, nếu có thể tránh thoát, ta liền cho phép ngươi vào nội sơn. Mặt họa nhẹ gật đầu, được, lúc xế chiều, hai cha con ở trong sân nhỏ luận bàn thân pháp một canh giờ. Mặt sơn đã là luyện khí tầng 9, hơn nữa gần đây linh thạch dư giả, mặt sơn cần tu luyện, tu vi đã tiếp cận luyện khí tầng 9 viên mãn. Thân pháp của hắn là săn yêu quanh năm, từ trong sinh tử chém giết học được, chỉ chú ý đơn giản thực dụng, động tác sắc bén mặc sơn phát hiện hiện tại hắn đã không thể bắt được mặt họa thậm chí cảm giác được vị trí của mặt họa cũng rất khó khăn mặt họa thần thức quá mạnh thần thức càng mạnh liền càng bí mật cũng càng không dễ cảm giác nếu dùng ánh mắt đi bắt lấy thân hình của mặt họa lại dễ dàng bị lừa gạt giống như nước chảy không ngừng nắm bắt thể thủy bộ mặc sơn có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất là hao tổn với mặt họa chờ linh lực mặt họa tiêu hao hầu như không còn lúc linh lực vận chuyển đình trệ, lợi dụng cảm giác quen thuộc đối với khí tức của nhi tử, dùng cảm giác để đi bắt. Đây là biện pháp duy nhất Mạc Sơn có thể bắt được sơ hở của Mạc Họa. Thay vì nói là biện pháp, không bằng nói là huyết mạch áp chế, hai cha con đỏ sức một canh giờ, Mạc Sơn chỉ có thể dùng biện pháp này, mới miễn cưỡng bắt được Mạc Họa hai lần, thời gian còn lại, ngay cả góc áo của Mạc Họa cũng không bắt được. Mạc Sơn rốt cuộc xác định, trừ phi tu sĩ rút cơ ra tay tu sĩ luyện khí tầng 9 bình thường, căn bản không làm gì được mặt họa. Trừ phi mặt họa hao hết linh lực, không cách nào thi triển thân pháp. Nhưng con trai của hắn rất thông minh, linh lực không đủ, thấy thời cơ không ổn, khẳng định đã sớm chuộng mất. Thân pháp vô địch dưới trúc cơ mặt sơn vừa khiếp sợ, vừa vui mừng, thở dài liền đồng ý cho mặt họa vào nội sơn. Trước khi mặt họa tiến vào nội sơn, du trưởng lão len lén đưa cho hắn một liệp yêu lệnh. Cái này ngươi cầm, coi như là săn yêu sư chính thức. Mặc họa sửng sốt, không trải qua lễ săn yêu, liền có thể làm săn yêu sư sao, đầu tiên là trú đóng ở mỏ linh khí, sau đó lại xây luyện khí hành và luyện đan hành, trải qua nhiều chuyện như vậy, ngày thường hắn lại vội vàng tu luyện và vẽ trận pháp, cho nên lễ săn yêu một năm này hắn đã bỏ lỡ. Hơn nữa hắn là linh tu, còn là trận sư, cơ bản sẽ không chém giết gần gũi với yêu thú, nghiêm chỉnh mà nói, là không quá thích hợp làm liệp yêu sư. Đó đều là hư lễ, không quan trọng, có phải là săn yêu sư hay không do ta định đoạt, ta nói ngươi chính là ngươi, du trưởng lão nói rất đúng lý hợp tình. Săn yêu chỉ có một tu sĩ trúc cơ như hắn, cũng đúng là do hắn định đoạt. Du trưởng lão tự tay treo liệp yêu lệnh ở trên cổ mặt họa, liệp yêu lệnh này mới là mấu chốt nhất, có liệp yêu lệnh, đó chính là liệp yêu sư hàng thật giá thật. Trích một giọt máu lên đi. Du trưởng lão lại nói. Mặt họa sửng sốt một chút. Du trưởng lão thấy mặt họa da miệng thịt mềm, suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta giúp ngươi đi. Du trưởng lão cầm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của mặt họa, linh lực ngưng tụ thành châm nhỏ, đâm rách ngón trỏ của mặt họa, một giọt máu nhỏ ra, rơi vào liệp yêu lệnh của mặt họa. Mặt họa ngậm ngón tay, một hồi máu liền ngừng chảy. Cùng lúc đó, thần thức khẽ rung, dường như sinh ra một loại cộng hưởng nào đó với liệp yêu lệnh, sinh ra một loại cảm giác thân thiết nào đó giống như cốt lệnh này không còn là một kiện vật chết, mà là một bộ phận duy trì thần thức. Đây là giọt máu nhận chủ sao, cũng coi là vậy, nhưng liệt yêu lệnh này cũng không phải là linh khí pháp bảo có linh thức gì, cho nên nói nhỏ máu nhận chủ, có chút miễn cưỡng, nhiều lắm là xem như, đóng dấu nhận. Ừm. Mạc họa gật đầu. Lập tức hắn sờ sờ liệt yêu lệnh, hiếu kỳ hỏi, du trưởng lão, liệt yêu lệnh này rốt cuộc làm thế nào mà có được, du trưởng lão tìm cái ghế ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, nói lão tổ tông của liệp yêu sư truyền thừa, nghe nói thế gian mọc ra không ít cốt thụ, cây này có huyết mạch của thượng cổ đại yêu, đã xem như yêu, lại có thể xem như là cây. Trông giống như cây, nhưng thân cây là xương, nhánh cây là xương, ngay cả lá cây cũng đều là cốt phiến. Săn yêu lệnh chính là dùng cốt một trên cây xương chế thành, một khi giết yêu thú, cốt lệnh liền có cảm ứng, sinh ra vết máu, tính là công hung săn giết yêu thú của săn yêu sư. Vết máu càng nhiều càng dày, công hung càng cao, ra ngoài khoác lác với người khác, cũng càng có mặt bài. Nét mặt mặt họa phức tạp, đây là dùng để khoác lác sao, chủ yếu là dùng để biểu hiện tư lịch, tay già đời và liệp yêu lệnh tân thủ hoàn toàn khác nhau, đương nhiên dùng để khoác lác cũng rất thuận tiện. Du trưởng lão nhướng mày, nói với mặt họa, ngươi đi ra ngoài khoác lác, nói ngươi cả đời giết bao nhiêu yêu thú, không có bằng chứng, ai sẽ tin chứ? Liệp yêu lệnh này chính là bằng chứng, ngươi lấy ra, phía trên tất cả đều là vết máu, lại thổi trâu, liền có lực lượng hơn nhiều nhìn dáng vẻ của du trưởng lão đoán chừng cũng chém gió không ít với người khác mặt họa lại hỏi liệp yêu lệnh này chúng ta có thể tự mình làm được sao du trưởng lão lắc đầu không được đây là do đạo đình làm đều là phát ra ngươi đừng nhìn dáng dấp không khác nhau lắm nhưng mỗi liệp yêu lệnh đạo đình kỳ thật đều có ghi chép không thể làm giả mặt họa lật qua lật lại nhìn không tìm được ấn ký gì cũng không biết đạo đình ghi chép cái gì chẳng lẽ là trận pháp đặc thù gì du trưởng lão lại lén lút nói với mặt họa cái này của ngươi tương đối đặc thù là dùng cốt một trung tâm cốt thụ vòng tuổi chế thành ta ẩn nấp mấy chục năm cũng không nỡ đưa ra mặt họa lập tức cảm giác liệt yêu lệnh này nặng trịch ngài không lưu cho du đại thúc bọn họ sao du trưởng lão hừ một tiếng con trai ngu ngốc của ta ta mới lười đưa cho hắn mặt họa có chút hổ thẹn du trưởng lão liền nói kỳ thật cũng không có gì một cây xương thụ mọc ra vô luận là cành cây hay là lá cây hiệu quả kỳ thật đều giống nhau chỉ là có thêm chút chú ý mà thôi không cần để ở trong lòng trong lòng mặt họa nhẹ nhõm một chút gật đầu thu lấy đừng để mất du trưởng lão dạng dò được trên cổ mặt họa ngoại trừ đa ngọc ôn nhuận mà phùng lão tiên sinh cho hiện tại lại có thêm một cái lệnh săn yêu chế thành từ xương cốt ngày hôm sau mặt họa thu thập thỏa đáng liền cùng mặt sơn tiến vào nội sơn nội sơn có chướng khí, có độc chịu, độc tính mạnh hơn ngoại sơn rất nhiều. Ở ngoại sơn chỉ cần cẩn thận một chút, dù không chuẩn bị đan dược cũng không có gì, nhưng ở nội sơn, đan dược ắt không thể thiếu. Trong túi trữ vật của mặt họa có các loại bình thuốc, có tích chướng đan, tích độc đan, thanh tâm đan, chỉ huyết đan, một bao lớn đan dược này đều là phùng lão tiên sinh chuẩn bị cho hắn. Ngoài ra còn có một ít thịt khô, rượu và bánh ngọt, là mẹ hắn chuẩn bị cho hắn vì thế trời vừa tờ mờ sáng, mặt họa liền chờ xuất phát, đơn giản ăn chút gì đó, liền cùng mặt sơn tiến vào đại hắc sơn. Bọn họ một đường buông ba, xuyên qua ngoại sơn, liền đến nội sơn. Mặt họa dùng một viên ít chướng đan, sau đó quan sát hoàn cảnh nội sơn. Sơn thế nội sơn càng phức tạp, cây cối rậm rạp, đường núi càng gập ghềnh, cũng càng khó phân biệt phương hướng. Chướng khí nồng đậm, sương mù thì lúc đậm lúc nhạt. Khi sương mù dày đặc, hầu như đưa tay không thấy năm ngón, sau khi đi vài bước, có thể lại toàn bộ tiêu tán, lại đi vài bước, bốn phía có thể lại bị sương mù dày đặc bao phủ. Tương đối quỷ dị. Mặt Sơn nói, nhìn thấy xa xa có sương mù dày đặc, tận lực tránh đi, tránh không khỏi thì phải cẩn thận một chút, đừng đi đường không quen, thà rằng chờ ở chỗ này thêm một lát, cũng không nên tùy tiện hành động nếu không rất dễ mất phương hướng, đi nhầm vào sâu trong núi rừng, gặp phải nguy hiểm không thể biết. Mặt họa gật đầu nội sơn so với ngoại sơn còn lớn hơn rất nhiều cho dù là mặt sơn ở nội sơn săn dép yêu thú nhiều năm như vậy cũng chưa từng đi khắp mỗi một góc cho nên hắn chỉ có thể mang theo mặt họa dọc theo đường núi chính đi một lần quen thuộc hoàn cảnh dưới nội sơn một khi gặp nạn biết chạy đi đâu nếu lạc đường cũng biết cách rời núi làm sao về nhà là được sơn thế nội sơn phức tạp địa hình gồ ghề hai người đi một đoạn nghỉ một lát lúc nghỉ ngơi mặt họa sẽ lấy ra bản đồ, ở phía trên vẽ thêm. Địa đồ này là hắn lấy từ du trưởng lão, vốn cũng rất đơn sơ, chỉ đánh dấu sơn đạo đại khái và thế núi, còn lại một mực không có. Cho nên mặt họa muốn hoàn thiện địa đồ nội sơn một chút. Chuyện này hắn đã làm ở ngoại sơn, không chỉ có thể giúp hắn làm quen hoàn cảnh, đồng thời cũng thuận tiện thu thập thảo dược, hương liệu cùng khoáng thạch, ở trong núi gặp việc cấp, có địa đồ đối chiếu, cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều đại khái mất nửa tháng đi mấy lần đường núi chính mặt họa cũng đại khái quen thuộc hoàn cảnh nội sơn trên bản đồ núi non của hắn cũng được vẽ thêm không ít thứ về sau việc mặt họa phải làm trước tiên là bố trí ổn thỏa cho tư nam tử mẫu phục trận mặt họa là trận sư không ở nội sơn để bày trận pháp hắn vẫn không quá yên tâm đã có tư nam tử mẫu phục trận hắn có thể cảm giác được linh lực dao động vừa tiện cho việc tham gia náo nhiệt cũng thuận tiện để hắn biết trước sớm chạy trốn càng thuận tiện cho việc hắn lấy máu yêu thú loại chuyện này mặt họa một mình làm không được cho nên tìm một ít liệt yêu sư thúc thúc hỗ trợ du thường nghĩa gọi mười mấy tên săn yêu sư luyện khí tầng chín cùng nhau giúp mặt họa đặt thạch châm có tư nam tử mẫu trận bởi vì nội sơn rất lớn một cái la bàn tư nam tử mẫu trận không cách nào chiếu cố toàn cục cho nên mặt họa vẽ hai bức phân hai cái la bàn giáp ức giáp la bàn quan sát phía nam ức la bàn quan sát phía bắc hơn nữa hắn còn làm cho Mạc Sơn và Du Thừa Nghĩa một bộ, thuận tiện cho sang yêu sư làm việc ở nội Sơn. Du Thừa Nghĩa mừng rỡ, có bộ trận pháp la bàn này, bọn họ làm việc ở nội Sơn, liền ổn thỏa hơn nhiều. Vô luận là sang yêu thú, biết trước nguy hiểm, hay là giúp đỡ lẫn nhau, đều tiện lợi hơn trước rất nhiều, không cần chỉ ý lại kinh nghiệm cùng cảm giác của sang yêu sư. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, mặt họa bắt đầu bắt tay vào sang yêu. Đương nhiên hắn vẫn không cần ra tay tuy hắn đã luyện khí tầng 7, uy lực của hỏa cầu thuật cũng mạnh hơn không ít, nhưng thật sự ra tay đối phó yêu thú nhất phẩm hậu kỳ, vẫn kém một chút. Nhiều nhất cũng chỉ bổ thêm một đao, nhặt của hời. Liệp yêu sư săn giết yêu thú, cũng không kém chút uy lực pháp thuật này của hắn. Du thừa nghĩa, Mạc Sơn còn có 6 tiểu đội săn yêu sư luyện khí hậu kỳ tạo thành, mang theo mặt họa, một nhóm chín người bắt đầu săn giết một con xích mục dương yêu nhất phẩm hậu kỳ nhóm người du thường nghĩa và mặt sơn ở nội sơn săn yêu nhiều năm kinh nghiệm phong phú hơn nhiều so với mặt họa chuẩn bị trước khi săn yêu cũng chu đáo chặt chẽ hơn trên cơ bản cái gì cũng đều đã cân nhắc đến mặt họa chỉ cần ở một bên nghe dụng tâm học là được học tập tập tính của yêu thú phương thức săn yêu cùng với hạng mục công việc cần chú ý lần săn yêu này giống như bình thường nhưng lại có chút không giống bởi vì phải dùng trận pháp mặt họa vẽ trước đó chỉ có săn yêu sư luyện khí trung kỳ dùng bảy đạo trận văn địa hỏa trận để săn vết yêu thú nhất phẩm trung kỳ hiện tại mặt họa có thể vẽ ra trận pháp nhất phẩm uy lực rất mạnh đủ để thương tổn yêu thú nhất phẩm hậu kỳ cho nên liệp yêu sư luyện khí hậu kỳ cũng có thể thử mượn địa hỏa trận nhất phẩm đi săn yêu thú nhất phẩm hậu kỳ mượn nhờ trận pháp để săn vết yêu thú vừa an toàn mà hiệu suất cũng cao mọi người thương nghị xong du thường nghĩa liền hỏi mặt họa còn có cái gì cần chú ý không trận pháp là mặt họa vẽ cho nên hắn muốn hỏi ý kiến của mặt họa mặt họa suy nghĩ một chút cảm thấy mọi người đều suy nghĩ rất chu toàn hắn cũng không nghĩ ra cái gì để bổ sung liền nói không thành vấn đề được du thừa nghĩa gật gật đầu vậy ngày mai xuất phát làm việc theo kế hoạch nhóm săn yêu sư ở doanh địa nội sơn nghỉ ngơi qua một đêm ngày hôm sau trời vừa sáng sơn sắc mông lung cỏ cây dính sương sớm mọi người liền lên đường Du Thừa Nghĩa cùng với mấy sang yêu sư có kinh nghiệm lão luyện đi trước dò đường, tìm kiếm manh mối về xích mục dương yêu. Kinh nghiệm của mặt sơn cũng vô cùng phong phú, nhưng an toàn của mặt họa càng quan trọng hơn, cho nên hắn đành phải đi theo bên cạnh mặt họa. Chỉ chốc lát sau, có sang yêu sư phát hiện dấu chân dương yêu, thịt thừa ăn xong, cùng lông dê màu trắng mang theo máu. Mọi người sốc lại tinh thần, toàn bộ tinh thần đều đề phòng nhìn xung quanh. Du Thừa Nghĩa cùng mấy sang yêu sư thả ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của xích mục dương yêu. Không đợi bọn họ tìm được, mặt họa đã lấy ra địa đồ đánh dấu vị trí cho bọn họ phía sau đường núi, nơi này có một dòng suối nhỏ, nó đang ở đó uống nước. Mấy người du thừa nghĩa hai mặt nhìn nhau, trong lòng thất kinh. Khoảng cách này, so với cực hạn thần thức của bọn họ thả ra còn xa hơn không ít. Thần thức của mặt họa mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy, du thừa nghĩa thả người nhảy lên đỉnh núi, mượn núi đá yểm hộ, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên thấy được xích mục dương yêu sau khi ăn uống, đang uống nước bên dòng suối. Du thừa nghĩa không lên tiếng, từ đỉnh núi nhảy xuống, nói với mọi người, là đang uống nước, uống xong nhắm chừng sẽ trở về rừng cây, chúng ta đi đường vòng, mai phục ở phía trước nó. Các săn yêu sư gật đầu, sau đó từ bên cạnh chọn đường vòng qua, dừng lại ở chỗ rừng cây phải qua, bắt đầu bố trí cạm bẫy. Mặt họa móc ra một cái la bàn bằng sắt, trên la bàn vẽ trận pháp phức tạp. Du thừa nghĩa nhìn thấy, nhịn không được hỏi. Cái la bàn này, dùng để làm gì, ta vẽ địa hỏa trận ở phía trên. Mặt họa nói. Trận pháp vẽ trên này so với vẽ trên giấy có gì khác nhau sao? Du thừa nghĩa hỏi. Dùng giấy làm trận môi, địa hỏa trận chỉ có thể dùng một lần, nổ xong, trận chỉ tiêu hủy, trận pháp cũng không còn. Mặt họa tiếp tục giải thích. Cái la bàn này là ta để trần sư phó cố ý luyện chế, bên trong có trộn một ít tinh thiết, dùng là môi giới sẽ chắc chắn hơn rất nhiều, vẽ địa hỏa trận, có thể dùng rất nhiều lần. Du thừa nghĩ nghe xong ánh mắt sáng lên, sử dụng cần có chú ý gì không, dùng giống như trước đó là được rồi. Du thừa nghĩ gật đầu nói, được, mọi người bố trí xong trạm bẫy, đặt trận pháp la bàn, lại ở trên trận pháp đặt mấy viên linh thạch, sau khi tiêu trừ dấu vết, rải lên nước và máu tươi cùng yêu tinh thảo, liền rút về sau núi đá trốn đi. Chỉ chốc lát sau, xích một dương yêu xuất hiện ở giao lộ. Con dương yêu này huyết khí bàn bạc, không biết ăn xong cái gì thịt, khóe miệng còn mang theo máu tanh, hơn nữa tính cảnh giác cực cao. Nó nhìn chầm chầm vào cạm bẫy cả buổi, rõ ràng là bị yêu tinh thảo dụ dỗ, nhưng vẫn cố gắng khắc chế, đi qua đi lại tại chỗ, cũng không tiến về phía trước. Một lát sau, dương yêu lại lui về phía sau, dần dần đi về phía xa. Mặt họa lấp bắp kinh hải, nhỏ giọng hỏi mặt sơn, cha, con yêu thú này cảnh giác như vậy sao, yêu thú nhất phẩm hậu kỳ tuổi thọ dài, kinh nghiệm phong phú, cũng sẽ xảo trá hơn. Vậy nó chạy, chúng ta phải đuổi theo sao? Mặt sơn lắc đầu, không đuổi theo, chúng ta chờ ở đây. Mặt họa giật mình, sau đó ánh mắt sáng lên, nó sẽ quay lại, không sai. Mặt sơn cũng hạ giọng, nhìn trầm trầm vào giao lộ, nó cũng đang thử thăm dò, chỉ chốc lát nữa sẽ trở về. Quả nhiên một lát sau, xích mục dương yêu lại vòng trở lại nếu vừa mới đuổi theo sẽ bị dương yêu phát hiện cạm bẫy cũng liền thả uổng trong lòng mặt hòa âm thầm cảm thán trong núi này ngay cả một con yêu thú cũng có nhiều tâm nhãn như vậy xem ra mình còn phải học rất nhiều xích mục dương yêu rốt cục cũng không chịu đựng được yêu tinh thảo dụ hoặc một bên nhìn quanh bốn phía một bên hướng cạm bẫy đi đến yêu thú có yêu thức cùng loại với thần thức của tu sĩ nhưng yêu thức của yêu thú bình thường cũng không mạnh không thể giống như tu sĩ yêu thức phóng ra ngoài cảm giác sự vật yêu thú cảm giác sự vật bình thường vẫn là thông qua thị lực đặc thù khứu giác nhạy cảm cùng thính giác cùng với sự mẫn cảm đối với khí tức cùng khát vọng đối với máu trong đội đều là săn yêu sư lão luyện kinh nghiệm dày dặn tự nhiên biết thu liễm khí tức như thế nào để không bị yêu thú phát hiện cho nên xích mục dương yêu nhìn bốn phía chung quanh lại không phát hiện gì cùng lúc đó nó cũng đi vào cạm bẫy bắt đầu cúi đầu liếm máu trên mặt đất nhấm nháp mùi tanh của yêu tinh thảo du thừa nghĩa đứng dậy kéo cung bắn tên mũi tên phá không mà ra, mang theo linh lực đánh trúng linh thạch trên trận pháp. Linh thạch hóa thành bột mịn, linh khí trong linh thạch tràn ra, rót vào địa hỏa trận la bàn phía dưới. Dương yêu vừa phát giác ra khác thường, nghe được tiếng mũi tên xé gió, liền muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp. Cạm bẫy làm dương yêu vấp phải một lát, sau đó trận văn màu đỏ trên la bàn chợt lóe lên, nhất phẩm địa hỏa trận kích phát, linh lực hỏa diễm nổ tung, tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Dư âm nổ tung tán đi, xích mục dương yêu quả nhiên bị trọng thương. Để cho an toàn, Mặc họa thả ba bộ địa hỏa trận nhất phẩm, ba bộ cùng nhau nổ tung, quy lực tự nhiên không tầm thường. Một đám săn yêu sư không cần nói gì, trực tiếp xông tới, tản ra bốn phía, vây quanh xích mục dương yêu. Tám người chia làm hai vòng, bốn người ở bên trong giết yêu thú, bốn người ở bên ngoài phối hợp tác chiến với nhau, phòng ngừa yêu thú chạy trốn. Qua một đoạn thời gian, trong ngoài trao đổi, Luân Phiên dùng xa luân chiến, chậm rãi mài chết yêu thú trọng thương mục đích rõ ràng hành động dứt khoát sát phạt lưu loát phối hợp chu toàn không đến nửa canh giờ xích mục dương yêu trọng thương liền ngã xuống gia long dương yêu cháy đen chảy máu tươi ngã xuống trên đường núi liệp yêu sư không dễ dàng tới gần du thường nghĩ nhìn yêu thú lại nhìn về phía mặt sơn cho một ánh mắt hỏi mặt sơn nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu ý tứ là yêu thú đang giả chết thế là mọi người tản ra vây quanh yêu thú kiên nhẫn chờ yêu thú khác nhau phương thức giả chết khác nhau phương thức săn yêu sư ứng đối tự nhiên cũng khác nhau xích mục dương yêu loại yêu thú này lừa gạt giả chết liền không thể tùy tiện tiếp cận ai tới gần trước người đó sẽ bị phản công trước khi chết của nó hung hiểm dị thường vận khí kém một chút trực tiếp tán thân trong bụng yêu nếu như cùng nhau tới gần còn dễ dàng bị yêu lực của nó tác động đến yêu thú nhất phẩm hậu kỳ chẳng những huyết khí tràn đầy yêu lực cũng vô cùng hùng hậu thiên phú mượn yêu lực thi triển càng khó giải quyết nếu bị yêu lực của nó gây thương tích phiền toái sẽ lớn hơn liệp yêu sư cũng thiếu thủ đoạn công kích từ xa mặc dù có cung tiễn nhưng uy lực không mạnh linh thạch dẫn bạo trận pháp có thể dùng để đối phó yêu thú cũng rất gân gà cho nên vì lý do ổn thỏa nhóm săn yêu sư cũng không hành động thiếu suy nghĩ dương yêu nằm trên mặt đất không nhúc nhích nhóm săn yêu sư cũng đề phòng tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi yêu thú gần chết máu từng chút từng chút chảy khí tức cũng từng chút suy yếu chỉ cần kiên nhẫn một chút cuối cùng gánh không được nhất định là yêu thú mặt họa cũng trốn ở phía sau tảng đá nhìn yêu lực của yêu thú trong thần thức đang chậm rãi lưu động giống như yêu thú chưa chết tích xúc yêu lực lại giống như yêu thú đã chết yêu lực đang dần dần xói mòn mặt họa cũng không phân biệt được yêu thú này đến cùng là chết hay chưa xem ra là do kinh nghiệm của mình không đủ, mặc dù thần thức có thể nhìn ra yêu lực lưu động, nhưng cũng không thể phân biệt được sinh tử của yêu thú. Cha hắn mặt sơn thậm chí còn không dùng thần thức, chỉ nhìn thoáng qua, dựa vào kinh nghiệm là có thể nhìn ra yêu thú này đang giả chết. Kinh nghiệm của tu sĩ cũng là một loại năng lực của tu sĩ. Mặt họa thầm nói trong lòng, yêu thú còn đang giả chết, liệp yêu sư còn đang chờ, nhưng mặt họa đã có chút lười đợi bọn họ không có thủ đoạn công kích cự ly xa, nhưng mặt họa có. Vì thế mặt họa bắt đầu vận khí, thi triển hỏa cầu thuật. Tâm niệm vừa động, linh lực đã hội tụ ở giữa ngón tay, cũng chỉ về phía trước, hỏa cầu thuật liền ngưng tụ thành, gào thét mà ra bay về phía dương yêu đang giả chết trên mặt đất. Liệp yêu sư đều có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy người thi triển pháp thuật là mặt họa, lại đều có chút thoải mái. Hỏa cầu thuật nổ trên người dương yêu, dương yêu không hề động đậy, rõ ràng là dê đầu đàn, còn muốn giả làm con rùa. Mặt họa ngạc nhiên nói, sau đó lần nữa chỉ, một quả hỏa cầu thuộc lại bay ra ngoài, lần nữa đánh trúng Dương Yêu. Dương Yêu rốt cuộc nhịn không được, gào thét một tiếng đứng dậy, hai mắt đỏ thẫm mang theo hung lệ, các cao nhìn chằm chằm mặt họa. Du thừa nghĩa lạnh lùng nói, dết, liệt yêu sư loạn đao liền hướng Dương Yêu chém tới. Xích mục Dương Yêu vốn là nỏ mạnh hết đà càng thêm chống đỡ không nổi, hai mắt nó đỏ như máu, yêu lực vận chuyển tới cực hạn huyết khí toàn thân bành trướng du thường nghĩa thấy thế lập tức lại nói tản một đám săn yêu sư cũng sớm có chuẩn bị nhao nhao triệt hồi lui về phía sau đồng thời khi săn yêu sư rút lui quanh thân xích mục dương yêu tuôn ra một trận sương máu mặc họa nghe mặc sơn nói qua xích mục dương yêu sắp chết hoặc gặp phải nguy cơ trước mắt sẽ lấy yêu lực thôi phát thiên phú bạo ra huyết vụ liệt yêu sư nếu ở trong huyết vụ hai mắt sẽ bị huyết vụ xâm nhiễm tầm mắt một mảnh huyết hồng không cách nào thấy vật tâm thần cũng sẽ bị huyết vụ ảnh hưởng dưới tình huống này nếu không có đồng bạn cứu giúp cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây là huyết vụ sao mặc họa kinh ngạc không thôi nhất phẩm yêu thú hậu kỳ quả nhiên so với hắn nghĩ còn nguy hiểm hơn cũng may huyết vụ tuy khó giải quyết nhưng kéo dài không lâu rất nhanh liền tán đi mà dương yêu hao hết yêu lực cũng thật sự thành dê đợi làm thịt liệt yêu sư rất nhanh liền chém giết xích một dương yêu theo dương yêu lại một lần tê liệt ngã xuống đất mọi người cũng đều thở dài một hơi mặt họa lại dùng thần thức quét một lần dương yêu phát hiện dương yêu chân chính chết đi yêu lực lưu chuyển càng thêm chậm chạp trì trệ hơn nữa màu sắc cũng đang dần dần trở nên nhạt đi trong lòng mặt họa nhớ kỹ các loại hình khác nhau này về sau lại phân biệt yêu thú giả chết hay không liền có căn cứ nhưng hắn không quen thuộc đối với yêu thú nhất phẩm hậu kỳ cho nên để đảm bảo an toàn, vẫn là xác nhận một lần với cha hắn đã tắt thở chưa a. À, mặt Sơn lại nhìn thoáng qua yêu thú, cực đầu nói, chết rồi. Mặt họa liền từ phía sau tảng đá chạy ra, đi đến trước mặt Dương Yêu, chỉ vào phụ cận tâm mạch của Dương Yêu nói, cha, nơi này giúp ta mở một lỗ hổng. Mặt Sơn một đao xuống, mở ra một cái khe dài nửa ngón tay, yêu huyết từ lỗ thủng chảy ra. Mặt họa vội vàng lấy ra bình ngọc, tiếp lấy yêu huyết, đồng thời sử dụng cấp huyết thuật, hấp thu yêu huyết trong tinh mạch khác của yêu thú lấy xong yêu huyết nhóm săn yêu sư lột da cạo xương yêu thú thu thập thỏa đáng mọi thứ liền rút về doanh địa nội sơn luôn sẽ có nguy hiểm không biết mà ở lại trong doanh địa sẽ an toàn hơn rất nhiều doanh địa nội sơn không khác ngoại sơn lắm nhưng rộng rãi hơn một chút hơn nữa cũng càng kín đáo hơn trận pháp trên cửa đá cũng càng tốt hơn chút nhưng trận pháp này ở trong mắt mặt họa lại tương đối đơn sơ hắn thấy thế nào cũng không được tự nhiên, vì thế dùng yêu huyết mới hấp thu, một lần nữa phối linh mực, tự tay vẽ một bộ trận pháp kim thạch nhất phẩm lên, lúc này mới cảm thấy thuận mắt hơn không ít. Mọi người ăn chút gì đó, liền nghỉ ngơi trong doanh địa một hồi. Du thừa nghĩa cầm la bàn có vẻ địa hỏa trận, nhìn trái nhìn phải, nhưng không được nói vật này tốt, quy lực không tầm thường, hơn nữa có thể sử dụng nhiều lần, vẽ phía trên còn là nhất phẩm trận pháp. Nhất phẩm trận pháp A từ nay về sau, săn yêu sư bọn họ đều có thể mượn nhờ nhất phẩm trận pháp để săn bắn yêu thú. Chuyện này trước kia chưa từng có. Thậm chí đặt ở mấy năm trước, hắn cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Du thừa nghĩa có chút thổn thức, ngược lại hỏi, cái này có thể sử dụng bao nhiêu lần, mặt họa trong miệng ăn thịt, suy nghĩ một chút, nói, bảy tám lần đi. Trận mua này cũng không tính quá tốt, trộn tinh thiết, cho nên hơi kiên cố một chút, dùng bảy tám lần, liền không chịu tải được linh lực địa hỏa trận nổ tung. Mặc Họa nói tiếp: "Sau đó cũng vô dụng sao?" Du Thừa Nghĩa có chút đáng tiếc. "Có thể lợi dụng phế phẩm, tìm Trần sư phụ hòa tan, luyện lại lần nữa." Mặc Họa nói: "Đây chính là chỗ tốt của luyện khí sư, có một số thời điểm, có thể theo ý nghĩ của mình luyện chế một vài thứ." "Vậy là tốt rồi." Du Thừa Nghĩa gật đầu, tay cầm la bàn địa hỏa trận, càng xem càng thích về sau có vật này, bọn họ săn giết yêu thú cũng thoải mái hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là giảm bớt nguy hiểm, cũng giảm bớt thương vong. Săn yêu sư muốn sống thật tốt cũng không dễ dàng. Ai mà không muốn vững vàng lên núi, bình an trở về chứ? Chính là la bàn này, có chút xấu, Du Thừa Nghĩa ăn ngay nói thật. Mặc dù hắn rất thích chức năng, nhưng quả thật có chút xấu, Mặc Họa gãi gãi đầu, hắn cũng không có cách nào, đây là tạm thời luyện chế. Theo lý mà nói, linh khí bình thường đều sẽ có nguyên bộ trận pháp, trận pháp bình thường cũng sẽ có linh khí chế thức tương ứng. Thí dụ như vẽ kiếm trận trên kiếm khí, vẽ đao trận trên đao khí, trên thanh tâm trâm vẽ thanh tâm trận. Nhưng mặt họa không tìm được linh khí tương ứng với địa hỏa trận, hỏi Trần Sư Phụ, hắn cũng không biết, cũng chỉ có thể chiếu theo la bàn ti nam của hắn, tạm thời luyện chế một cái la bàn bằng sắt làm vật dẫn, có thể dùng tạm. Tuy rằng hơi xấu, nhưng du thừa nghĩa vẫn coi la bàn địa hỏa trận như trân bảo mượn địa hỏa trận săn yêu thú hoàn toàn chính xác làm ít công to lần này săn giết xích mục dương yêu nhìn như có chút khó khăn trắc trở nhưng so với bọn họ săn bắn trước đó đã thoải mái hơn quá nhiều trước đó săn bắn một con yêu thú hậu kỳ muốn trước vây giết yêu thú yêu thú bỏ chạy lại tiếp tục đuổi giết ít nhất phải một ngày nhiều thậm chí phải mấy ngày hiện tại xích mục dương yêu trực tiếp bị tạc trọng thương lực công kích yếu đi rất nhiều, yêu lực cũng có suy yếu, ứng phó dễ dàng hơn rất nhiều, cơ bản trong vòng một canh giờ có thể hao tổn chết. Chỉ là vẫn cần đề phòng yêu thú giả chết, để phòng bất trắc. Nhưng đối với săn yêu sư mà nói xem như công khóa bắt buộc, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì. Mọi người ngủ lại doanh địa một đêm, ngày hôm sau liền trở về thông tiên thành. Du thường nghĩa đi tìm du trưởng lão, hàng huyên vài câu, nhận được sự tán thành của du trưởng lão. Một đoạn thời gian sau đó, Du Thừa Nghĩa bắt đầu dạy những săn yêu sư luyện khí hậu kỳ khác sử dụng địa hỏa trận tiến hành săn yêu như thế nào. Bố trí cạm bẫy như thế nào, đặt trận pháp như thế nào, thúc giục trận pháp ra làm sao, sau đó vây giết yêu thú như thế nào, cuối cùng kết thúc như thế nào. Những quá trình này liệp yêu sư luyện khí trung kỳ rất quen thuộc, bởi vì trước đó bọn hắn săn yêu phần lớn đều dùng qua địa hỏa trận mặt họa vẽ. Nhưng bởi vì địa hỏa trận trước đó chỉ có 7 đạo trận văn, quy lực không đủ, cho nên liệp yêu sư luyện khí hậu kỳ chưa từng dùng qua bây giờ trình độ trận pháp của mặt họa tăng lên đã có thể vẽ ra nhất phẩm địa hỏa trận cho nên tất cả săn yêu sư bao gồm cả luyện khí hậu kỳ săn yêu sư đều phải học dùng trận pháp trừ cái đó ra liệp yêu sư cũng bắt đầu mặc vào thiết giáp một phần là trước đó thu thập từ tiền gia còn có một phần là du trưởng lão nhịn đau mua không ít tinh thiết lại mời các sư phụ của luyện khí hành tự tay luyện chế ra Luyện khí lô của luyện khí hành là nhất phẩm luyện khí lô, trên lô vẽ nhất phẩm dung hỏa phục trận, lô hỏa tinh thuần, luyện chế ra thiết giáp, phẩm chất càng tốt hơn thiết giáp bình thường. Mặt họa lại tranh thủ thời gian, lần lượt vẽ lên kim giáp trận cho thiết giáp. Liệp yêu sư mặt thiết giáp có vẽ kim giáp trận, chỉ riêng phòng ngự đã không thua gì yêu thú nhất phẩm hậu kỳ. Nhóm áo giáp này ưu tiên cho liệp yêu sư luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Mặt sơn đương nhiên cũng được một bộ. Ngoài ra, Mạc Họa còn học được kim nhận trận nhất phẩm. Kim nhận trận nhất phẩm là trận pháp hệ kim, vẽ ở trên đao kiếm có thể tăng cường độ sắc bén của đao kiếm. Săn yêu sư săn yêu thú có được trận pháp như vậy, càng là thuận buồm xuôi gió. Mạc Họa tự nhiên trước tiên vẽ lên đao của Mạc Sơn một bộ kim nhận trận nhất phẩm. Có địa hỏa trận nhất phẩm mai phục, có kim giáp trận nhất phẩm phòng ngự, có công tiếp của kim nhận trận nhất phẩm, còn có tư nam tử mẫu phục trận dùng để trinh sát và báo động trước lần này mặt sơn lại vào núi săn yêu mặc họa yên tâm hơn nhiều không riêng gì mặt sơn theo luyện khí và luyện đan lớn mạnh lợi nhuận của linh thạch cũng tăng lên những trận pháp này cũng dần dần phổ cập đến tất cả các liệt yêu sư từ đó về sau tất cả quá trình săn yêu của săn yêu sư đều có liên quan mật thiết với trận pháp trận pháp cũng ứng dụng rộng rãi trong săn yêu sư săn yêu sư săn thú an toàn hơn thuận tiện hơn cũng tăng cường hiệu suất hơn Bây giờ tất cả sang yêu sư trên đại hắc sơn đều biết mặt họa. Trên người bọn họ mặc, trong tay bọn họ dùng, trong trạm bẫy bọn họ bày ra, đều là trận pháp mặt họa vẽ. Chính bởi vì tự mình trải nghiệm qua mới hiểu được trận pháp quan trọng đến cỡ nào. Nhờ vào những trận pháp này, bây giờ săn giết yêu thú so với trước kia có cách biệt một trời một vực. Có trận pháp thêm vào, khi bọn họ sang yêu cũng không cần lo lắng động một chút lại bị thương, không cần sợ hãi nhất thời sơ sẽ liền tán thân vào bụng yêu người nhà của bọn họ cũng không cần thời thời khắc khắc đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh lên núi, lại máu tươi đầm đìa trở về. Mặt họa cũng có thể an tâm đặt tâm tư ở trên trúc cơ. Hiện tại, mặt họa linh thạch tạm thời không thiếu, bất kể là cửa hàng luyện khí, luyện đan ở Nam Thành hay là linh quán chiếm cứ, hắn đều có không ít định mức. Hơn nữa cha mẹ cũng góp cho hắn không ít linh thạch, nói là cho hắn dùng để tương lai tu luyện và cưới vợ. Vấn đề mấu chốt nhất của mặt họa bây giờ, ngược lại là thần thức. Hắn muốn trúc cơ, thì cần tăng cường thần thức, cần tăng cường thần thức nhiều hơn, cần vẽ nhiều trận pháp, mà muốn vẽ nhiều trận pháp, nhất định phải kiếm thêm chút yêu huyết, để điều phối linh mực. Trước đó hắn ở ngoại sơn, lợi dụng bố cục trận pháp săn dép yêu thú, tích lũy gần ngàn bình linh mực. Về sau ở linh quán, xây dựng luyện khí hành cùng luyện đan hành, luyện chế luyện khí lô, cùng với một ít công dụng tạp nham khác, vẽ rất nhiều trận pháp, bây giờ đều sắp sử dụng hết rồi. Hiện tại con đường trúc cơ còn khá xa, có thể đoán được tương lai, vô luận là họa trận hay là giải trận, cần linh mực hẳn là cũng không ít, mặt họa lại phải bắt tay tích lũy thêm một ít. Hơn nữa yêu huyết nhất phẩm hậu kỳ, trận pháp vẽ ra uy lực sẽ mạnh hơn chút nữa. Mặt họa lại bắt đầu tản bộ xung quanh nội sơn. Một bên bổ sung dư đồ, một bên đào chút thảo dược cho phùng lão tiên sinh, vì trần sư phụ tìm chút khoáng thạch, cũng vì mẫu thân nghiên cứu đồ ăn thu thập chút hương liệu. Quan trọng nhất vẫn là nhìn chầm chầm vào la bàn, xem nơi nào có chiến đấu phát sinh. Một khi trên la bàn lóe lên điểm sáng, mặt họa phán đoán ra phương vị sẽ lập tức chạy tới. Yêu thú nhất phẩm hậu kỳ khó dết Cho dù mượn nhờ địa hỏa trận nhất phẩm, đi săn vẫn phải tốn một phen công phu. Chờ mặt họa chạy tới, thời gian vừa đủ, đa số tình huống thậm chí còn tương đối dư thừa. Hắn cũng không cần tham gia chiến đấu, chỉ cần tìm một nơi an toàn trốn tránh chờ săn yêu kết thúc hắn lại thò đầu ra cầm cái bình nhỏ đi hấp thu yêu huyết là được thỉnh thoảng cũng sẽ có tình huống chiến đấu nóng bỏng hoặc là yêu thú giả chết hắn liền phóng ra mấy cái hỏa cầu thuật quấy rầy yêu thú một chút hoặc là thăm dò yêu thú chết hay chưa bởi vì cảnh giới đột phá thiên diễn quyết có chỗ tinh tiến hiện tại hỏa cầu thuật của mặt họa càng nhanh càng chuẩn hơn nữa uy lực cũng có tăng lên thường thường tâm niệm vừa động hỏa cầu thuật liền ngưng kết mà thành dưới tình huống liệt yêu sư dằn co với yêu thú, mặt họa cũng có thể giúp đỡ không ít. Đại đa số săn yêu sư đều đối với mặt họa phi thường cảm kích, hơn nữa tương đối nhiệt tình. Bình thường mà nói, săn giết con mồi của săn yêu sư là không cho phép người khác nhúng chàm, nhưng mặt họa là ngoại lệ. Yêu thú là của bọn họ, nhưng tất cả yêu huyết lại đều là của mặt họa. Có một số săn yêu sư giết xong yêu thú, cũng sẽ không lập tức bóc lấy tài liệu, mà là sẽ cố ý chờ một lát, chờ mặt họa chạy tới lấy máu nếu mặt họa không đến trong lòng bọn họ còn không vui vẻ cảm thấy lãng phí yêu huyết thật sự đáng tiếc cứ như vậy mặt họa ở nội sơn lăn lộn như cá gặp nước mặt họa là một thành viên săn yêu sư có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục hiện tại có nhiều săn yêu sư hỗ trợ như vậy hắn làm việc ở nội sơn tự nhiên cũng càng thêm thuận tiện nội sơn so với ngoại sơn hung hiểm hơn rất nhiều nhưng bởi vì có trận pháp mặt họa trong lúc hoảng hốt cảm thấy nội sơn cùng ngoại sơn giống như lại không có gì khác biệt dần dần mực tích trữ càng ngày càng nhiều thực lực của liệp yêu sư cũng dần dần lớn mạnh liệp yêu sư mượn nhờ trận pháp tu vi dù chưa tăng trưởng nhưng chiến lực tăng lên trên diện rộng thời gian săn yêu cũng rút ngắn rất nhiều cùng lúc đó vật liệu yêu thú nhất phẩm hậu kỳ săn yêu cũng càng ngày càng nhiều những tài liệu này vận chuyển đến hành luyện khí và hành luyện đan ở nam thành biện chế thành linh khí và đan dược lại bán cho tu sĩ trong thành hoặc là hành thương nơi khác kiếm lấy linh thạch phong phú những linh thạch này lại phân phối đến tay tán tu theo tỷ lệ tán tu thông tiên thành dần dần giàu có toàn bộ thông tiên thành cũng trong lúc vô tình dần dần hưng thịnh mà theo thông tiên thành hưng thịnh tu sĩ ngoại lai muôn hình muôn vẽ lại không rõ lai lịch cũng càng ngày càng nhiều tu sĩ tới từ bên ngoài thông tiên thành dần dần trở nên nhiều hơn hai tháng sau mặt họa ngồi ở trên núi đá nội sơn nhìn la bàn tư nam trong tay nhíu mày trước đó trên la bàn có điểm sáng sáng lên mặt họa chạy tới phần lớn là săn yêu sư săn yêu thú cũng có yêu thú đang tranh đoạt địa bàn có rất ít tu sĩ chém giết đấu pháp thỉnh thoảng cũng có một số săn yêu sư lạ mặt ăn mặc không giống nhau học đạo pháp và kiểu dáng linh khí cũng khác với thông tiên thành chắc là từ nơi khác đến nhưng nhân số không nhiều cũng rất ít có thể gặp được nhưng bây giờ thì khác mặt họa ở trong núi đại hắc sơn thường xuyên có thể nhìn thấy những gương mặt xa lạ. La bàn tư nam sáng lên, phát sinh chiến đấu, cũng có rất nhiều tu sĩ ngoại lai. Giao chiến giữa các tu sĩ cũng đột nhiên nhiều hơn. Có những kẻ tranh đoạt yêu thú, có kẻ nhất thời động thủ, còn có một số tu sĩ rõ ràng có ý định gây chuyện. Thậm chí còn có thể là giết người cướp của trần trụi. Mặt họa đã từng nhìn thấy một chiếc xe vận chuyển hàng hóa, hàng hóa trên xe không còn, xung quanh lại loang lỗ vết máu, chân tay của tu sĩ bị cục khắp nơi nhìn dấu vết ở phụ cận rõ ràng là một đám thương nhân bị tu sĩ chặn giết hàng hóa bị cướp người cũng bị giết sạch sau đó yêu thú ngửi thấy mùi máu tanh lại đây lại ăn thi thể đầy mắt hỗn độn tử trạng thê thảm mặt họa nhìn không khỏe trong lòng không đành lòng lại nhịn không được thở dài những ngày sau đó ở nội sơn đoán chừng sẽ không được yên ổn cũng may sang yêu sư của thông tiên thành dần dần lớn mạnh nhân thủ nhiều dần phần lớn người mặc áo giáp sắt tay cầm đao khí nhất phẩm, trong mấy tiên thành phụ cận thực lực đứng đầu. Những tu sĩ ngoại lai này cũng không dám dễ dàng chọc vào liệp yêu sư bản địa. Nhưng sau này thì khó mà nói. Bất quá những thứ này để du trưởng lão quan tâm đi, hắn vẫn là tích lũy chút linh mực, luyện luyện trận pháp, tăng cường thần thức, xem có thể chạm tới trúc cơ hay không. Mặt họa thu liễm tâm tư, sau đó ăn chút thịt khô, uống chút nước trái cây ủ từ quả dại những nước trái cây này là hắn dùng hàng khí trận băng trấn qua uống vào trong miệng ê ẩm ngọt ngào băng băng tâm tình mặt họa cũng thoải mái hơn rất nhiều chỉ chốc lát sau tư nam la bàn lại sáng lên mặt họa liền thu thập đồ đạc thi triển thể thủy bộ từ giữa núi rừng nham thạch bước chân nhẹ nhàng chạy tới cách thật xa mặt họa thả thần thức ra đơn giản đảo qua liền có chút thất vọng lại là tu sĩ đánh nhau mặt họa thở dài Tu sĩ bình thường đánh nhau, mặc họa là mặc kệ. Hắn chỉ có luyện khí tầng 7, pháp thuật dùng để công kích cũng chỉ biết một môn hỏa cầu thuật, thể thủy bộ ngược lại cực kỳ tinh thông, tự vệ không thành vấn đề, nhưng cũng không quá muốn gây phiền toái. Huống chi tu sĩ phân tranh, phần lớn thời gian chỉ là đi ngang qua nhìn một chút, cũng không dễ phân thị phi đúng sai. Yếu thế chưa chắc đã là người tốt, cường thế cũng chưa chắc đã là người xấu. Tướng mạo hung ác chưa chắc là ác nhân, nhìn có vẻ hiền lành càng chưa chắc là người lương thiện gì. Tri nhân tri diện bất tri tâm, nhân thị bất khả mạo mạo tướng. Mặt họa quyết định giống như thường ngày, vụng trộn nhìn một chút, dù sao hiện tại vô sự, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Với thần thức của hắn, tu sĩ luyện khí căn bản không phát hiện được. Mặt họa trèo lên một chỗ núi đá, thu liễm khí tức, mượn cỏ cây yểm hộ, vụng trộn nhìn sang. Trên đường núi gập ghềnh chật hẹp, có hai phe tu sĩ đang giao chiến tu vi của tu sĩ hai bên, phần lớn đều là luyện khí hậu kỳ. Một bên chỉ có bốn người, ba nam một nữ ở vào hoàn cảnh xấu, trông coi mấy rương hành lý đang đau khổ chống đỡ. Một bên khác lại có bảy người, ăn mặc khác nhau, tướng mạo lạ lẫm, đang vây công bốn tu sĩ ba nam một nữ. Hơn nữa thế công càng ngày càng mạnh, bốn tu sĩ kia phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu. Cướp bóc ư, mặt họa nhíu mày tiếp tục xem, sau đó liền phát hiện có chút không đúng bốn tu sĩ kia, hắn hình như còn biết. Có một tu sĩ đã qua tuổi trung niên, trên mặt có mấy vết sẹo nhàn nhạt, có giao tình rất tốt với phụ thân mặt sơn của hắn, trước đó còn cố ý đến mặt gia bái phỏng. Mặt họa nhớ rõ hắn gọi quý thanh bách, mặt họa kêu hắn quý thúc thúc. Tu sĩ trẻ tuổi nhã nhặn bên cạnh kia, là con trai của quý thanh bách, tên quý lễ. Hai cha con bọn họ, cũng là săn yêu sư, nhưng không phải là tu sĩ thông tiên thành, mà là đến từ thanh huyền thành cách vách thanh huyền thành cách thông tiên thành khá xa hơn nữa còn đi qua nội sơn đại hắc sơn cho nên trong tình huống bình thường tu sĩ hai thành cũng không đi lại nhiều còn có một tu sĩ đại hán dáng người khôi ngô eo cuốn da sói sử dụng một cây la nha bỗng đằng đằng sát khí phía trên tất cả đều là gai ngược sắc nhọn mặt họa nhớ rõ lúc trước hắn xung đột với tiền hưng là đại hán này ra mặt ngăn cản tu sĩ luyện khí tầng chính của tiền gia trong ấn tượng của mặt họa đại hán này tu vi thâm hậu mắng chửi người cũng rất lợi hại. Hôm nay hắn liền lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong, linh lực màu xám cho trên la nha bỗng cuốn quanh, lúc vung vệ sinh phong hiển hách, xem ra lực đạo trầm trọng. Cùng lúc đó, trong miệng hắn vẫn hùng hùng hổ hổ, cái gì mà, một đám tạp chủng, kẻ hèn đánh lén, rác rưỡi có bản lĩnh đơn đấu, ỷ thế hiếp người, vân vân. Trong bốn người, mặt họa duy nhất không biết là nữ tu kia. Nhìn thấy không khác quý lễ bao nhiêu, trên người bị thương, tu vi cũng thấp nhất, chống đỡ cũng vất vả nhất, may mà quý lễ ở bên cạnh chiếu ứng. Nhưng toàn bộ ống tay áo của nàng đã bị máu tươi thấm ướt, đoán chừng còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không chịu nổi. Căn cứ vào kinh nghiệm của mặt họa ở nội sơn quan chiến thời gian dài như vậy đến xem. Đại hán sử dụng lan nha bổng, nhất định là có thể đào thoát, quý thúc thúc sát suất lớn cũng có thể đào tẩu, nhưng phải xem những tu sĩ này có đuổi theo hay không, nếu như bị đuổi giết chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Quý lễ trốn không thoát, vì hắn có tu vi luyện khí tầng 8, nhưng kinh nghiệm đối địch ít, lúc này bị nhiều tu sĩ cuốn lấy như vậy, tả hữu vây khốn, trốn không thể trốn. Về phần nữ tu kia, đoán chừng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ chết vẫn là kết quả tốt nhất mặc họa trong lòng thở dài. Làm sao bây giờ, bảy người đối diện, nhân số có chút nhiều, cho dù mặc họa tham chiến, cũng chưa chắc có thể cứu được toàn bộ bọn họ. Mặc họa đánh không lại có thể chạy, nhưng quý lễ và nữ tu kia hẳn là chạy không thoát. Quý lễ chạy không thoát, quý thanh bách vì nhi tử, khẳng định cũng không muốn đi. Đại hán kia xem ra là người có huyết tính, giảng nghĩa khí, hẳn là cũng sẽ tự chiến đến cùng. Tốt nhất là có thể cứu người đi, người sống tốt hơn bất cứ thứ gì. Mặt họa tâm tư đã định, lấy ra một đoạn ống trúc, ống trúc có màu đỏ bên trong vẻ trận pháp khói lửa. Loại ống trúc này chế tác đơn giản bên trong là yên hỏa trận do mặt họa cố ý vẽ, săn yêu sư vào núi đều có. Một khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, phát động trận pháp thả khói lửa, săn yêu sư ở gần đó nghe tin sẽ chạy đến trợ giúp. Mặt họa dùng linh lực kích phát yên hỏa trận, một chùm ánh lửa phóng lên trời. Hai bên giao chiến trên đường núi nhìn thấy pháo hoa, đều sửng sốt. Mặt họa lại thi triển thể thủy bộ, nhanh chóng chạy về phía xa, lại kích phát một điếu pháo hoa, sau đó lại chạy về phía trái đỉnh núi, ở vị trí khác nhau lại thả một điếu pháo hoa ba vị trí như vậy từ gần đến xa theo thứ tự thả ra khói lửa tạo ra một loại ảo ảnh ba đợt săn yêu sư nghe tin đều chạy tới trợ giúp là săn yêu sư của thông tiên thành một tu sĩ ngoại lai kinh ngạc nói đại ca làm sao bây giờ bọn họ nhiều người có áo giáp chúng ta không phải đối thủ tu sĩ đầu lĩnh cao mày nhất thời do dự bất định chỉ thiếu một chút bọn họ đã đánh nửa ngày, mắt thấy có thể giết chết mấy tu sĩ này cướp đi hàng hóa, lại bắt nữ tu kia trở về. Lúc này rút lui, liền thất bại trong gan tất, mặt họa thấy bọn họ không đi, tay phải nhấc lên, lại thả ra một quả cầu lửa. Hỏa cầu thuật vừa nhanh vừa chuẩn, đột nhiên đánh vào một tu sĩ ngoại lai, tu sĩ đó lão đảo ngã xuống đất, kêu lên đau đớn vì bị hỏa cầu thiêu đốt. Pháp thuật luyện khí tầng 7, đối với yêu thú có lẽ không tính là gì, nhưng đánh vào trên người tu sĩ, quy lực liền không thể khinh thường. Pháp thuật Tu sĩ đầu lĩnh kinh hải Hỏa cầu thuật này sử dụng vô cùng thành thạo, quy lực cũng không nhỏ, nhất định là do linh tu luyện chế. Săn yêu sư ít có linh tu, nếu có linh tu vào núi, cũng sẽ đi theo đội săn yêu, không có khả năng một mình hành động. Mà đội săn yêu ít thì 5-6 người, nhiều thì 8-9 thậm chí hơn 10 người, đao giáp tinh xảo, đám người bọn họ cũng không phải đối thủ một khi bị săn yêu sư vây quanh, muốn chạy cũng chạy không thoát. Bọn họ làm loại mua bán này, đầu quấn ở trên đai lưng, không thể bởi vì nhất thời nảy lòng tham mà mất mạng. Tu sĩ đầu lĩnh trong lòng hoảng hốt, quyết định thật nhanh nói, mau rút lui, bảy tu sĩ ngoại lai hốt hoảng triệt hồi. Mấy người quý thanh bắt đau khổ chống đỡ thế thế, cũng đều như trút được gánh nặng, từng người thả vũ khí trong tay xuống, dựa vào rương trữ vật thở hỗn hển quý thanh bách càng là sinh ra may mắn sống sót sau tai nạn lần này hung hiểm dị thường hai cha con quý gia bọn họ nếu nhất thời vô ý ngã ở chỗ này quý gia tuyệt hậu vậy thì thật sự là gia môn bất hạnh vừa nghĩ đến đây quý thanh bách sinh lòng cảm kích hướng về đỉnh núi chắp tay nói đa tạ không biết là vị huynh đệ nào của đội săn yêu mấy người khác cũng đều nhìn theo phương hướng của quý thanh bách đỉnh núi đá lởn chởm bụi cây lay động liền xuất hiện bóng người nho nhỏ của mặt họa mặt họa gãi gãi đầu ngượng ngùng nói kém bối phận quý thúc thúc quý thanh bách cùng cha hắn xưng huynh gọi đệ thanh âm huynh đệ mặt họa này là không chịu nổi quý thanh bách sửng sốt tại sao lại là đứa bé nhìn thật kỹ lúc này mới phát hiện đứa nhỏ trước mặt có chút quen mắt mặt mày như vẽ thanh thanh tú tú nhìn giống như hài tử nhà mặt sơn quý thanh bách trước đó đã gặp qua mặt họa ấn tượng đối với mặt họa phi thường khắc sâu ngươi là mặc họa quý thanh bách khó có thể tin nói vâng mặc họa gật đầu ngươi sao lại chạy tới nơi này quý thanh bách nhìn trái phải một chút chỉ có một mình ngươi cha của ngươi đâu ba người khác cũng hai mặt nhìn nhau mặc họa nói đợi lát nữa nói sau bây giờ không phải là lúc nói chuyện này vậy bây giờ quý thanh bách có chút sững sờ mặc họa nói chạy mau nội sơn lớn như vậy, phụ cận chưa chắc có săn yêu sư khác, khói lửa của hắn đã tắt, cũng không nhất định có người đến trợ giúp. Cho dù đến trợ giúp, trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Vạn nhất một lát nữa, bảy tu sĩ kia phục hồi tinh thần lại, lại vòng trở lại, phiền toái liền lớn. Quý Thanh Bách trong nháy mắt liền hiểu rõ, cũng không tiếp tục hàng huyên, lập tức thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. Quý Thanh Bách cũng không định mang theo mấy rương trữ vật lớn kia, chỉ là trước khi đi vẫn còn có chút không nở, đây là toàn bộ gia sản của bọn họ. Mặt họa thấy thế liền nói, mang theo đi. Quý Thanh Bách nghe vậy kinh ngạc, lập tức do dự nói, vạn nhất những người kia đuổi theo nếu bọn họ đuổi theo, ta sẽ nói trước, đến lúc đó lại ném cũng không muộn. Mặt họa nói, Quý Thanh Bách sửng sốt, loại chuyện này làm sao có thể biết trước được. Mặt họa thần sắc thông dong, Cho dù đám tu sĩ kia đuổi theo, lấy thần thức của hắn, cũng có thể sớm cảm giác được, có đầy đủ thời gian đi ứng đối. Chỉ cần có thời gian chuẩn bị, bố trí tốt trận pháp, cho dù lại đến mấy cái, mặt họa cũng có thể để cho bọn họ chịu không nổi. Hơn nữa chúng ta cầm hành lý, bọn họ chưa chắc dám đuổi theo. Nếu không lấy hành lý, bọn họ vừa nhìn đã biết chúng ta chột già, nhất định sẽ đuổi tới đây. Mặt họa lại bổ sung. Quý Thanh Bách vừa nghe, lập tức cực đầu nói, được, mấy cái rương trữ vật đặt ở trên một chiếc xe gỗ quý thanh bách cùng đại hán kia thay phiên lôi kéo quý lễ đỡ nữ tu bị thương kia mặt họa thì ở phía trước chỉ đường đoàn người dọc theo đường núi đi tới mặt họa thỉnh thoảng lấy ra la bà nhìn một chút sau đó lại chọn một phương hướng khác mấy người quý thanh bách không rõ nội tình nhưng thấy bộ dạng mặt họa đã tính trước kỹ càng kìm lòng không được liền đi theo hắn chỉ là trong lòng đều sợ hãi thán phục mặt họa đối với đường trong nội sơn lại có thể quen thuộc đến mức này mặc họa dẫn mấy người đến một doanh địa nói ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi trị liệu thương thế đám người quý thanh bách nhẹ gật đầu bọn hắn khổ chiến hồi lâu trên người đều có thương thế một đường chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng bây giờ cũng vô lực tiếp tục chống đỡ mọi người nghỉ ngơi trong doanh địa mặc họa chia chỉ huyết đan và một ít đan dược chữa thương cho mọi người quý thanh bách nhận lấy đan dược ngửi mùi thuốc kinh ngạc nói đan dược này phẩm chất tốt như vậy, mặt họa gật đầu nói, đây là phùng gia gia luyện. Những đan dược này đều là phùng lão tiên sinh cố ý luyện chế cho hắn. Đan thuật của phùng lão tiên sinh bất phàm, dùng càng là lò luyện đan nhất phẩm thượng hạng, trong lò vẽ phục trận nhất phẩm, có lô hỏa tinh thuần, phẩm chất luyện chế ra tự nhiên càng thượng thừa. Chỉ là mặt họa tiến vào nội sơn, còn chưa bị thương, những đan dược khẩn cấp này hắn lưu lại đã lâu, bây giờ vừa vặn phát huy công dụng. Phùng lão tiên sinh hạnh lâm đường Quý Thanh bách hơi kinh ngạc, tiếp đó gật gật đầu, khó trách. Phùng Lão Tiên sinh là nhất phẩm đan sư, cứu người vô số, cho dù ở Thanh Huyền Thành cũng rất có danh vọng. Quý Thanh bách ăn hai viên đan dược, còn lại đều giao cho Quý Lễ cùng nữ tu trẻ tuổi kia. Nữ tu kia bị thương nặng nhất, chảy máu nhiều nhất, ăn đan dược, tâm thần thả lỏng, mê mang hôn mê bất tỉnh. Quý Lễ đứng ở một bên, vẻ mặt vừa lo lắng, lại vừa đau lòng. Mặc họa nhìn nữ tu một chút lại nhìn quý lễ, hiếu kỳ hỏi, quý đại ca, các ngươi là đạo lữ sao, quý lễ mặt đỏ bừng. Không, không, còn không phải. Còn không phải, ý là sắp phải sao, mặt họa truy vấn đến cùng, đôi mắt lập lề tỏa sáng, nếu các ngươi kết hôn, ta có thể đi uống rượu mừng sao, hắn lớn như vậy, còn chưa từng uống rượu mừng của người khác. Quý lễ càng đỏ mặt. Quý thanh bách thế thế, cũng cười nói, nếu như ngươi không chê, đến lúc đó nhất định mời ngươi một lời đã định. Mạc Họa cười nói, bầu không khí trong doanh địa có chút thoải mái. Quý Thanh Bách liền hỏi, "Đúng rồi, sao ngươi lại một mình ở trong núi, trong núi rất nguy hiểm, cha ngươi đâu?" "Một mình ta không thành vấn đề, cha ta còn có chuyện khác phải làm." Mạc Họa đáp. Quý Thanh Bách nhìn nhìn mặt Họa, trong lòng vừa khiếp sợ, lại vừa tiếc nuối. Tuổi còn nhỏ, đã là luyện khí tầng 7, hơn nữa có thể một mình ở trong núi lang lộn. Lại rất quen thuộc đường núi, ứng đối nguy cơ cũng rất thông dong. Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, mặt họa giống như cha hắn, rất có thiên phú săn yêu sư. Nhưng đáng tiếc là, hắn vẫn trở thành một săn yêu sư. Quý Thanh Bách thấy liệt yêu lệnh treo trên cổ mặt họa, trong lòng thở dài. Làm săn yêu sư, sẽ rất khó phân tâm đi học trận pháp. Quý Thanh Bách vẫn hy vọng, mặt họa có thể đi lên con đường trận sư, mà không phải chỉ là làm một săn yêu sư ưu tú trong tán tu, khắp nơi đều là săn yêu sư, nhưng trận sư là tuyệt đối không có. Lấy thiên phú của mặt họa, không học trận pháp, không làm trận sư, thật sự là quá đáng tiếc. Quý Thanh Bách trong lòng tiếc hận không thôi. Mặt họa thấy Quý Thanh Bách dường như có chút tâm sự, không khỏi hỏi, Quý Thúc Thúc, các ngươi đến thông tiên thành là có chuyện gì sao? Quý Thanh Bách giật mình, làm như nghĩ đến cái gì, cười khổ nói ở Thanh Huyền Thành sống không nổi nữa, muốn tới nơi này kiếm chút sinh kế sống không nổi. Mạc họa sửng sốt. Quý Thanh bách cực cực đầu, vốn không muốn nói tỉ mỉ, nhưng thấy mạc họa tuổi tuy nhỏ, nhưng ở nội sơn bộ dáng thành thạo điêu luyện, vô luận là năng lực hay là tâm tính, đều không thể kinh thường, không thể coi thường đứa bé này nữa. Hơn nữa sau này nếu như mưu sinh ở thông tiên thành, không thể thiếu được còn phải quấy rầy cha hắn mặt sơn, liền nói theo sự thật thanh huyền thành không giống thông tiên thành, tán tu trong thành đã không có tu sĩ trúc cơ che chở một tán tu trịnh trưởng lão có tu vi trúc cơ ở thanh huyền thành đã qua đời một năm trong một năm này trong tán tu không có tu sĩ trúc cơ chúng ta những tán tu này cũng sẽ bị gia tộc áp bách chèn ép cuộc sống khốn khổ ngày càng không bằng ngày này trước đó tuy rằng gian nan nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể sống qua ngày nhưng linh thạch kiếm được càng ngày càng ít đừng nói tu luyện chính là chi phí ăn mặc bình thường đều giật gấu vá vai ngoài ra những con em gia tộc kia mỗi ngày gây hấn gây chuyện ức hiếp tán tu. Chúng ta nếu là nén giận còn tốt, một khi có chút phản kháng, bọn họ liền trở nên trầm trọng hơn, ức hiếp càng hung hơn. Nếu như làm lớn chuyện, phát sinh hỗn chiến, tán tu không có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, căn bản là không có cách chống lại tu sĩ của gia tộc, trên cơ bản chỉ có thể tan tác. Quý Thanh Bách càng nói càng tức giận, vết thương trên người cũng mơ hồ đau đớn. Mặc họa lại đưa chút đan dược cho hắn. Quý Thanh Bách tiếp nhận đan dược ăn vào, nói tiếng cảm ơn, sau đó mắt nhìn nữ tu hôn mê kia nói đứa nhỏ này tên phó lan cha nàng là sư huynh đệ săn yêu của ta trước kia săn yêu không cẩn thận bị yêu thú ăn mẹ nàng cực khổ nuôi nàng không lớn tháng trước thiếu gia khổng gia ở thanh huyền thành muốn thu nàng làm tiểu thiếp nói là tiểu thiếp nhưng cũng đều không được xem như người mẹ nàng không đồng ý đã bị khổng gia đánh trọng thương vết thương không có chữa khỏi không đến nửa tháng người liền không có sau đó khổng thiếu gia vẫn dây dưa không ngớt ta cùng quý lễ nhìn không được, liền xuất thủ giáo huấn khổng thiếu gia, nhưng cũng gây ra đại họa, kết thù kết quán với khổng gia. Ta không có cách nào, chỉ có thể mang theo hai đứa bé này thoát khỏi thanh huyền thành. Mấy tiên thành gần đây, tán tu đều không dễ sống, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thông tiên thành sẽ tốt hơn một chút, hơn nữa có du trưởng lão trúc cơ kỳ bảo vệ, sẽ an toàn hơn một chút. Quý thanh bách thở dài, chỉ là dọc theo con đường này, chịu không ít đau khổ. Đầu tiên là bị khổng gia đuổi giết, thật vất vả mới chạy thoát, vào đại hắc sơn lại bị những tu sĩ thân phận không rõ kia chặn giết, hai cha con ta thiếu chút nữa thì mất mạng. Quý Thanh bách lại xin lòng cảm kích, nói với Mạc Họa, nếu không phải ngươi, chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Mạc Họa nói, ta cũng chỉ là cáo mượn oai hùng, không có gì. Tuổi còn nhỏ, có thể biết cáo mượn oai hùng, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra, đã thông minh cũng là bản lĩnh. Quý Thanh Bách trong lòng yên lặng tán thưởng nói. Mặt họa thì nghĩ đến chuyện Quý Thanh Bách vừa mới nói, trong lòng có chút tức giận, lại có chút nghi hoặc khổng gia làm sằng làm bậy, đạo đình ti mặc kệ sao, Quý Thanh Bách vẽ mặt đắng chát, đạo đình ti ở Thanh Huyền Thành, bị khổng gia cùng mấy gia tộc khác liên thủ mua chuộc, tán tu phạm tội, theo luật trách phạt, con cháu gia tộc phạm tội, hàm hồ cho qua chuyện. Đạo đình ti mở một con mắt, nhắm một con mắt, sự tình liền bỏ qua. Mặc họa nhíu mày, vậy chẳng phải là một chút biện pháp cũng không có sao, quý thanh bách lắc đầu, phàm là có một con đường sống, ai lại muốn rời xa quê hương chứ, mặt họa nghe mà nội tâm buồn bã. Nếu không có du trưởng lão trúc cơ kỳ, hôm nay thanh huyền thành có thể chính là ngày mai của thông tiên thành. Quý thanh bách thần sắc cô đơn, mặt họa liền an ủi hắn yên tâm đi, bây giờ thông tiên thành tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ không có ai ức hiếp các ngươi. Quý thanh bách nghe vậy, cũng thoáng lên tinh thần yêu cầu của hắn vốn cũng không cao, có thể có một chỗ đặt chân, kiếm chút linh thạch, kiếm miếng cơm ăn, người một nhà có thể sống sót là được. Tiếp theo mấy người an tâm dưỡng thương, mặt họa không có việc gì, nhìn đại hán bên cạnh, bỗng nhiên có chút kỳ quái. Dọc theo con đường này, đại hán này đều không nói một lời. Hắn mắng người mắng dữ lắm, mặt họa còn tưởng rằng hắn là tên lắm lời. Mặt họa lại nhìn trầm trầm đại hán vài lần, đột nhiên lắp bắp kinh hãi hỏi, ngươi không phải là nhi tử của du trưởng lão chứ đại hán kia sửng sốt một chút cao mày ngươi biết cha ta quả nhiên là thế mặt họa nhìn tướng mạo của hắn loáng thoáng cảm thấy có vài phần tương tự với du trưởng lão chỉ là thể trạng cường tráng hơn một chút du trưởng lão gầy hơn rất nhiều hơn nữa tính tình đại hán này không tốt lắm rất biết mắng chửi người mắng chửi người cũng có điểm giống du trưởng lão đây nhất định là có gia học ta và du trưởng lão vẫn rất quen thuộc mặt họa nói đại hán khẽ hừ một tiếng không nói gì trong lòng lại cho rằng mặt họa đang khoác lác cha hắn là trưởng lão trúc cơ mặt họa mới luyện khí tầng 7, tuổi lại chênh lệch lớn như vậy có thể quen biết đến đâu mặt họa lại hỏi ngươi tên là gì đại hán vẫn không muốn trả lời quý thanh bách ở bên cạnh thấy thế liền nói hắn tên du thừa vũ a à, mặt họa giật mình du thừa nghĩ du đại thúc là đại ca của ngươi sao du thừa vũ kinh ngạc đại ca của ta mà ngươi cũng quen nhà mặt họa gật đầu hỏi vậy ta nên gọi ngươi là du nhị thúc không cần du thừa vũ thần sắc thản nhiên mặt họa có chút kỳ quái lặng lẽ hỏi quý thanh bách hắn bình thường cũng như vậy sao nhân duyên khẳng định rất kém cỏi người khác nói chuyện với hắn hắn vẫn là xa cách quý thanh bách thần sắc có chút phức tạp nói ngày thường hắn cũng nói nhiều chỉ là có chút khúc mắt với cha ngươi cho nên hẳn là không muốn nói chuyện với ngươi từng có khúc mắt với cha ta điều này đúng là ngoài ý liệu của mặt họa. Cha hắn mặt sơn làm người trượng nghĩa, nhân duyên trong săn yêu sư rất tốt, rất ít khi có khúc mắc với người khác. Mặt họa căn cứ vào yêu hận tình thù của tu sĩ, trong nháy mắt suy nghĩ năm sáu loại khả năng, sau đó hướng quý thanh bách chứng thực nói, khúc mắc gì thế, cũng không tính là xích mít gì lớn. Quý thanh bách khẽ thở dài nói, con người hắn, kỳ thật cái gì cũng tốt, chỉ là thích tranh cường háo thắng, đánh không thắng cha ngươi, cho nên nhìn cha ngươi không vừa mắt, chỉ có vậy. Mặt họa cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Du thừa vũ có chút không vui nói, tiểu hài tử thì biết cái gì, mặt họa không so đo với hắn, ngược lại hỏi, ngươi biết ta, du thừa vũ nhìn hắn một cái, con trai mặt sơn sao, ta tự nhiên nhận ra. Nhìn bộ dáng này của hắn, hẳn là đã quen biết từ rất sớm. Mặt họa nhớ lại một chút, sau đó nói, lúc trước tiền hưng bới móc, lúc đại trụ giúp ta đánh nhau, có phải ngươi đã sớm ở một bên nhìn rồi không, Du thừa vũ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, không sai. Vậy vì sao ngươi không sớm ra tay ngăn lại? Mặt họa nghi hoặc hỏi. Tiểu hài tử đánh nhau, ta ra tay cái gì? Du thừa vũ thản nhiên nói, hơn nữa cha ngươi là mặt sơn, ta lười quản. Vậy sau đó vì sao lại quản, các ngươi đánh nhau, ta mặc kệ. Nhưng tiền gia tu sĩ hậu kỳ nhúng tay, bắt nạt đến trên đầu tán tu, cái này ta không thể mặc kệ mặt họa gật đầu cảm thấy mặc dù sắc mặt hắn ta thối nhưng kỳ thật còn rất trượng nghĩa ngươi có phải có lan nha bổng hay không a à, mặt họa lại hỏi du thừa vũ có chút bất đắc dĩ vừa rồi không phải ngươi đã biết sao ta có khúc mắt với cha ngươi sao còn hỏi tới hỏi lui với hắn ngươi và cha ta từng có khúc mắt đó là chuyện của người lớn các ngươi có quan hệ gì với ta đâu mặt họa lẽ thẳng khí hùng nói huống chi chút khúc mắt kia của các ngươi ta là một đứa bé nhìn, đều cảm thấy có chút ngây thơ, du thừa vũ hơi giật mình, có chút buồn bực. Nhưng nghĩ lại, mặt họa nói cũng có đạo lý, hắn bất hòa với mặt sơn như thế nào, cũng không đến mức keo kiệt muốn so đo với mặt họa. Hơn nữa so đo với nhi tử của mặt sơn, cái khác không nói, ít nhất ở trên lòng dạ thấp hơn mặt sơn một bối phận. Được rồi, ngươi nói cũng đúng, ta không so đo với ngươi. Mặt họa liền lại hỏi, ngươi có phải có một la nha bổng hay không? du thừa vũ gật đầu nói không sai mặt họa nhãn tình sáng lên có thể cho ta xem một chút không du thừa vũ có chút không tình nguyện nhưng nhìn mặt họa tò mò lại có ánh mắt sáng ngời lại không đành lòng cự tuyệt suy nghĩ một chút liền từ trong túi trữ vật lấy lan nha bổng ra để dưới đất cho mặt họa nhìn lan nha bổng dài năm sáu thước phía trên có gai nhọn tinh thiết đúc thành tương tự răng sói dính vết máu u ám những vết máu này đoán chừng yêu thú cùng tu sĩ đều có mặt họa thử cầm xuống phát hiện một chút cũng cầm không nổi hắn hai tay nâng la nha bỗng vẫn không nhúc nhích tí nào nặng quá a à, mặt họa nhịn không được nói trong mắt du thừa vũ hiện lên một tia đắc ý đây là tự nhiên đây là cố ý luyện nặng như vậy sao mặt họa khiêm tốn thỉnh giáo không sai du thừa vũ gật đầu nói linh khí nặng lực đạo lớn vung vẩy lên lực sát thương cũng lại càng lớn ừm. Mặt họa gật đầu. Du thừa vũ bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì, ta cũng muốn làm một cái. Du thừa vũ sửng sốt, làm cái gì, mặt họa chỉ chỉ la nha bỗng trên mặt đất, cây gậy này. Du thừa vũ nhìn mặt họa, da thịt mềm mại, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, huyết khí không thịnh, vừa nhìn đã biết không phải thể tu, không khỏi hỏi ngươi không phải thể tu à, làm cái này làm gì, mặt họa trừng mắt nhìn, ta tự có biện pháp. Du thừa vũ nhịn không được nhíu nhíu mày. Mặt sơn khôn khéo, đứa con trai này của hắn còn tinh ranh hơn hắn, một bụng chủ ý, cũng không biết tính toán cái gì. Ta mời ngươi uống rượu, mặt họa thấy la nha bổng, trong lòng có dự định, liền muốn có qua có lại, mời du thừa vũ uống rượu. Thương thế của ngươi không nặng, có thể uống một chút. Mặt họa nói. Du thừa vũ do dự một chút, vẫn nhận lấy rượu mà mặt họa đưa tới, uống một ngụm liền nhíu mày mùi vị ê ẩm ngọt ngào, mùi rượu cũng nhạt, đồ cho trẻ con uống. Nhưng tình huống bây giờ, có rượu cũng không tệ rồi, cũng không có gì để chọn. Du thừa vũ thở dài, uống mấy ngụm giải tỏa mệt mỏi, lại đột nhiên nghĩ đến, hắn và Mạc Sơn không hợp nhau, đến bây giờ cũng chưa từng uống một chén rượu với hắn. Bây giờ lại bị con trai Mạc Sơn mời uống một bình rượu trái cây mà tiểu hài tử mới uống. Tâm tình du thừa vũ trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp mấy người nghỉ ngơi xong thương thế cũng ổn định liền tiếp tục lên đường sau khi đi được một đoạn đường mặt họa thần thức quét nhìn chung quanh nhẹ nhàng thở ra liền nói có thể từ từ đi rồi không cần phải gấp gáp thần thức thấy bốn phía đã có không ít săn yêu sư đối với mặt họa mà nói chung quanh có săn yêu sư chẳng khác nào đến địa bàn của mình những tu sĩ ngoại lai kia còn dám đuổi theo chính là muốn chết quý thanh bách không biết tại sao mặt họa lại nói như vậy nhưng không hiểu sao lại vô cùng tín nhiệm mặt họa, cũng đều thở phào một cái. Trên đường đi, quả nhiên gặp phải săn yêu sư càng ngày càng nhiều. Liệp yêu sư thấy mấy người du thừa vũ, bất kể quen biết hay không, đều sẽ tới chào hỏi. Ngay từ đầu du thừa vũ còn chưa phát hiện, dần dần hắn đã cảm thấy không đúng. Những săn yêu sư này đi tới, đều chào hỏi mặt họa trước, sau đó lại hàng huyên vài câu với hắn. Một hai người thì cũng thôi đi, đã gặp được bốn năm nhóm săn yêu sư, tất cả đều là như thế. Thậm chí hắn cảm thấy, những săn yêu sư này đều là vì mặt họa mà tới, chào hỏi hắn cũng chỉ là tiện thể. Du thừa vũ nhíu mày, không thích hợp. Mặt họa chẳng qua chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 7, tuy nói thiên phú không tồi, nhưng nhân duyên không có khả năng tốt như vậy. Những người này chào hỏi với mặt họa, nhất định là nể mặt mặt sơn cha hắn. Nhưng thể diện của mặt sơn cũng không lớn như vậy cũng không có khả năng mặt sơn thành công trúc cơ rồi nếu hắn thành công lên tới trúc cơ mặc họa là con trai của tu sĩ trúc cơ người khác tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi du thừa vũ trong lòng yên lặng suy nghĩ bỗng nhiên ý thức được như vậy cũng không đúng cha hắn là tu sĩ trúc cơ hắn cũng coi như là con trai của tu sĩ trúc cơ người khác cũng không cho hắn mặt mũi lớn như vậy du thừa vũ có chút khó hiểu nhưng còn có chuyện càng làm cho hắn khó hiểu hơn chính là áo giáp Mấy đợt săn yêu sư đi ngang qua, không nói người người đều có, nhưng ít nhất đa số trên người đều mặc thiết giáp. Đây chính là áo giáp A. Bọn họ lấy được từ đâu, du thừa vũ trao mày. Hắn phụng mệnh cha hắn du trưởng lão, ra ngoài làm chút chuyện, bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, trì hoãn hơn một năm, lúc này mới gấp rút trở về. Đi ngang qua thanh huyền thành, gặp được quý thanh bách, bởi vì hai người có chút giao tình, hắn lại không quen nhìn gia tộc ý thế hiếp người, cho nên ra tay giúp đỡ cũng cùng nhau đi thông tiên thành lần này trở về cách hắn rời đi cũng đã hơn một năm nhưng thời gian hơn một năm đối với tu sĩ mà nói cũng không tính là bao lâu làm sao bây giờ trở về cảm giác cái gì cũng có chút không giống quý thanh bách cùng quý lễ nhìn những săn yêu sư này cũng đều âm thầm giật mình đây chính là áo giáp săn yêu sư trong thanh huyền thành có áo giáp có thể đếm được trên đầu ngón tay đến thông tiên thành này sao cảm giác khắp nơi đều có hai cha con quý thanh bách cũng nghĩ không thông mọi người một đường vô sự ra khỏi đại hắc sơn từ cửa nam tiến vào thông tiên thành đập vào mắt chính là thành nam có hàng luyện khí và hàng luyện đan to lớn diện tích cực lớn quy cách cực lớn từ ngoài cao ngất trận pháp xâm nghiêm nhìn xem rộng lớn mà khí phái bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng rèn sắt thanh thúy bay ra trận trận đan hương ngào ngạt mấy người du thừa vũ khiếp sợ tột đỉnh không chỉ thông tiên thành Mấy tiên thành gần đó cộng lại cũng chưa từng có sản nghiệp tu đạo có thể lượng bực này. Du thừa vũ khó có thể tin nói, những thứ này chẳng lẽ là của tiền gia, chỉ trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, thế lực của tiền gia đã lớn đến mức này rồi sao, vậy chẳng phải sau này bọn họ sẽ không ngẩng đầu lên được sao, mặt họa lắc đầu, không phải, xem như của mọi người, mọi người. Du thừa vũ không rõ. Bàn tay nhỏ bé của Mặc họa chỉ một cái, đem toàn bộ thành nam quy về dưới ngón tay, nói, mọi người. Du thừa vũ hiểu ra, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng thầm nói, ta sợ không phải đang nằm mơ chứ trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng mình phiêu bạc bên ngoài, màn trời chiếu đất, nửa ngủ nửa tỉnh. Trong mộng, hắn một đường buông ba, rốt cục về tới thông tiên thành. Thấy được săn yêu sư của thông tiên thành đều mặc thiết giáp, thấy được tán tu xây dựng hàng luyện khí và hàng luyện đan, thấy được mọi người linh thạch dư giả, trên mặt cũng có nụ cười. Những chuyện này trước kia hắn đều nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là nghĩ tới trong mộng. Cảnh tượng trước mắt, giống như cũng chỉ là giấc mộng kia của hắn. Mặt họa thấy hắn ngây người, gọi hắn một tiếng, du nhị thúc, du thừa vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn thấy hết thảy vẫn có chút khó tin, trong lòng thầm nghĩ không phải mộng, chẳng lẽ là ảo thuật. Mặt họa thấy thần sắc hắn biến ảo, tâm tình bất định, còn tưởng rằng hắn nhớ nhà, trong lúc nhất thời khó kiềm chế, cũng lười quản hắn. Mặt họa hỏi quý thanh bách, quý thúc thúc, ngài có chỗ đặt chân không? Quý thanh bách cũng mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được. Hắn chỉ nghe người ta nói, thông tiên thành bây giờ không giống ngày xưa, từ từ hưng thịnh, lại không nghĩ rằng có thể hưng thịnh đến mức này. Trong lòng vừa chấn động, lại vừa hâm mộ. Nghe xong lời mặt họa nói, quý thanh bách giật mình, suy nghĩ một chút nói, có một lão tiền bối, cùng cha ta là thế giao, chỗ đó của ông ấy có thể tạm thời đặt chân mặt họa gật gật đầu, nếu có gì khó xử, có thể đi tìm cha ta. Quý Thanh bách mắt lộ ra cảm kích, dọc theo con đường này, đa tạ ngươi chiếu cố. Không có gì. Mặt họa nói. Hắn cũng chỉ dọa người, dẫn đường, tiện tay mà thôi, cũng không phí công phu gì. Mọi người bình an là tốt rồi. Nữ tu trẻ tuổi tên Phó Lan kia, uống đang dược, thương thế khá hơn một chút, mặc dù mặt vẫn như giấy trắng hành động bất tiện, vẫn cố ý hành lễ với mặt Họa, cảm kích nói: "Đa tạ tiểu huynh đệ." Mặt Họa thấy nàng tuy là nữ tử, một mình khổ cực, một đường khó khăn trắc trở, bản thân bị trọng thương, thần sắc vẫn kiên định như cũ, âm thầm bội phục, liền nói: "Tỷ tỷ, ngươi biết nấu ăn sao?" Mặt Họa đột một hỏi, Phó La nhất thời ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại nói: "Mẹ ta mở tiệm, bán đậu phụ, ta cũng sẽ làm một ít đồ ăn." "Đậu hũ?" Ánh mắt mặt Họa sáng lên nói: vậy vết thương của ngươi khỏi rồi, nếu không có việc gì làm có thể đi phúc thiện lâu phía nam phố, làm chút đậu hũ kiếm chút ít linh thạch. Phó Lan giật mình, trong lòng ấm áp ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, chỉ là phúc thiện lâu gia đại nghiệp đại, chưa chắc chịu thu lư. Không sao. Mặt họa tự tin nói, ngươi cứ báo tên của ta là được. Dù sao một nửa phúc thiện lâu cũng là của hắn. Mặt họa khẩu khí khá lớn, Phó Lan cũng ngây ngẩn cả người mặt họa cũng không nói gì nữa vẫy tay tạm biệt bọn họ bọn họ buôn ba lao lực thương thế chưa lành việc cấp bách vẫn là tìm một chỗ an thân sau khi tạm biệt mặt họa liền cùng du thừa vũ song song đi vào trong thành đi một hồi du thừa vũ liền cao mày nói ngươi đi theo ta làm gì ta không đi theo ngươi ta chỉ là đi tìm du trưởng lão du thừa vũ sửng sốt một chút thầm nghĩ không thể nào mặt họa cùng những săn yêu sư kia quen biết còn chưa tính sẽ không thật sự cùng cha hắn quen biết chứ nhưng mặc họa thật sự cùng hắn đi một đường mãi cho đến nhà du trưởng lão du thừa vũ đẩy cửa ra mặc họa cũng đi theo vào giống như đi vào sân nhà mình rất quen thuộc tuyệt không câu thúc du trưởng lão ở phòng khách uống trà thấy hai người ánh mắt sáng lên đi ra đón đã xa cách hơn một năm du thừa vũ nhìn thấy phụ thân trong lòng có chút chập trùng đang muốn nên đón đã thấy phụ thân hắn du trưởng lão trực tiếp lướt qua hắn cùng mặt họa hàng huyên mặt họa có chuyện gì sao mặt họa gật gật đầu là có việc mặt họa kể lại chuyện gặp phải trên đường tu sĩ ngoại lai càng ngày càng nhiều thân phận không rõ không cách nào quản thúc săn yêu sư càng nguy hiểm hơn hiện tại còn tốt bọn họ không dám xuống tay với săn yêu sư bản địa nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như thế khó tránh khỏi phân tranh và sự cố cướp đoạt con mồi giết người cướp của về sau đoán chừng sẽ càng ngày càng nhiều phân tranh càng nhiều lại càng ảnh hưởng tới việc mặt họa hấp thu yêu huyết tích lũy linh mực ít đi một phần linh mực liền sẽ vẽ ít đi một bộ trận pháp thần thức của mặt họa tăng trưởng sẽ chậm một chút cũng sẽ làm chậm trễ tiến độ trúc cơ của hắn du trưởng lão gật đầu lúc trước ta có nghe nói chuyện này cũng nói qua với trưởng ti của đạo đình ti qua một thời gian nữa hẳn là sẽ nghĩ biện pháp giải quyết mặt họa cùng du trưởng lão nói nửa ngày nghe được câu trả lời thuyết phục từ du trưởng lão liền cáo từ rời đi du trưởng lão tự mình đưa mặt họa đến cửa còn căn dặn hắn đi đường cẩn thận du thừa vũ đứng ở một bên nửa ngày rốt cục nhịn không được nói cha con đã trở về du trưởng lão nhìn hắn một cái cao mày nói trở về thì cũng trở về rồi ta cũng không phải không thấy du thừa vũ không nói nên lời sau một lúc lâu hắn nhỏ giọng hỏi cha con là con trai của cha sao du trưởng lão nghe vậy trợn mắt lập tức mắng nói nhảm cái gì ngươi không phải con trai ta chẳng lẽ là ta nhặt được hay sao du thừa vũ nghĩ đến vẻ mặt ôn hòa của hắn và mặt họa khi nói chuyện so sánh thái độ hiện tại một chút nhất thời có chút mệt mỏi nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm cái tính khí táo bạo này cùng ngữ khí mắng chửi người này quen thuộc hơn nửa thân thiết đíp đíp xác xác là cha hắn không sai hắn cũng không phải đang nằm mơ cuối cùng đã về đến nhà du thừa vũ trong lòng có chút cảm khái nói mặc họa thì đi nam thành luyện khí tìm được trần sư phụ đang rèn sắt nói trần sư phó ngài luyện cho ta một kiện linh khí đi nghĩ kỹ muốn linh khí gì rồi sao ừm trần sư phụ luyện đao đến một nửa để cho đại trụ tiếp nhận đi qua một bên uống một ngụm nước hỏi mặc họa muốn luyện cái gì mặc họa lấy tay khoa tay múa chân một chút la nha bỗng dài như vậy trần sư phụ sặc nước miếng nhịn không được hỏi Ngươi muốn la nha bổng làm gì, la nha bổng dùng tốt, có thể đánh lén, hơn nữa không có lưỡi dao, sẽ không làm bị thương chính mình. Mặt họa đã nghĩ kỹ, nếu như chọn đao, kiếm này, khí lực hắn không lớn không dùng được, đến lúc đó không cẩn thận lại chém chúng mình, vậy liền thua lỗ lớn. Vừa vặn các loại côn bổng, cho dù thất thủ, nền chúng mình cũng không có gì lớn. Đúng rồi, la nha bổng cũng không thể có la nha. Mặt họa lại bổ sung. Răng sói sắc nhọn, cũng tương đối nguy hiểm. Không có răng sói, còn gọi là la nha bổng sao? Trần sư phụ sửng sốt một chút. Vậy liền không gọi la nha bổng rồi, ta một lần nữa lấy cái tên. Mặt họa nói. Được a, à, dù sao là ngươi dùng, ngươi nói gì chính là cái đó. Trần sư phụ nói, sau đó lại có chút lo lắng. La nha bổng rất nặng a, à, ngươi có thể sử dụng được không? Không cần nặng, bền chắc dùng bền bỉ là được. Vậy lan nha này, cái gì bổng, luyện ra có tác dụng gì? Trần sư phụ nghi ngờ nói. Vừa không có răng sói, vừa không nặng, đánh vào trên thân người, không phải gãi ngứa sao, mặt họa nói, ta vẽ trận pháp là được. Trận pháp, trần sư phụ hiểu rồi, côn bổng bình thường có lẽ vô dụng, vẽ trận pháp lên hẳn là sẽ không giống nhau. Ngươi có chủ ý là được. Trần sư phụ nhẹ gật đầu, hắn cũng không hỏi trận pháp gì, hỏi hắn cũng không hiểu lắm chỗ ta có một ít luyện khí phổ loại gậy gộc, ngươi lật xem xem có thích hợp hay không, chọn một mẫu, ta lại sửa theo suy nghĩ của ngươi là được. Tạ ơn Trần Sư Phụ, Mạc Họa tiếp nhận luyện khí phổ, lật xem từng cái một, sau đó quả nhiên tìm được một linh khí không khác hắn tưởng tượng lắm, đại khái dài 4 năm thước, rèn đúc tinh thiết, dài ngắn vừa phải, cũng không quá nặng. Chỉ cái này, phải bỏ đi cái đinh phía trên. Mạc Họa chỉ cho Trần Sư Phó xem, lại lấy ra một tờ giấy, vẽ một bản phát thảo, trên bản vẽ đánh dấu mấy vị trí nói mấy chỗ này ta chuẩn bị vẽ trận pháp. Trần Sư Phụ liếc mắt nhìn sơ qua, gật đầu nói, không thành vấn đề, qua năm sáu ngày nữa đi, ngươi tới lấy. Được. Mặt họa vui vẻ nói. Sau khi mặt họa về nhà, nói chuyện quý thanh bách cho mặt sơn biết. Mặt sơn nghe vậy không khỏi thở dài, lắc đầu nói, không ngờ tình cảnh của tán tu thanh huyền thành lại ác liệt đến mức này. Mặt họa hỏi, tán tu trên đời này đều sẽ bị gia tộc ức hiếp sao, cho dù không bị gia tộc ức hiếp, cũng còn có tông môn cùng với đạo đình ti. Là vì thực lực của tán tu quá yếu sao, Mạc Sơn gật đầu nói, không sai, cường quyền bá đạo kẻ yếu, đây là thiên tính của con người. Hơn nữa có một số gia tộc hoặc là tông môn vốn là tranh lợi với tán tu, nghiền ép tán tu, bọn họ mới có lợi ích, có lợi ích thì bọn họ mới có thể lớn mạnh. Thế gian này rất nhiều lợi ích cũng không phải là vô căn cứ sáng tạo ra, chỉ là từ trong tay một bộ phận tu sĩ, tập trung đến trong tay một bộ phận tu sĩ khác mà thôi. Mặt họa như có điều ngộ ra gật gật đầu. Vậy có gia tộc hoặc là tông môn, không ức hiếp tán tu hay không, có tất nhiên là có. Mặt Sơn giải thích, có một số gia tộc môn phong nghiêm minh chính trực, có một số tông môn quy tắc xâm nghiêm, sẽ không làm ra chuyện gì khác. Hoặc là sản nghiệp tu đạo, cũng không tranh lợi với tán tu, cũng không cần thiết khắc khe với tu sĩ tầng dưới chót nhưng dù sao những thứ này cũng chỉ là số ít chỉ cần nhỏ yếu tất bị ức hiếp chẳng qua chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi mặt sơn lại thở dài nói tiếp thông tin thành chúng ta còn tốt có nhiều nơi tán tu mới là nước sôi lửa bỏng càng đừng nói đến một ít châu giới cao phẩm thế gia và tông môn truyền thừa vạn năm chiếm cứ một phương như quái vật khổng lồ những tán tu bị chúng ức hiếp kia mới thật sự là vĩnh viễn không có ngày trở mình mặc họa nghe xong cũng cảm thấy tâm tình có chút nặng nề Mặt Sơn thấy vẻ mặt mặt họa có chút xa xúc, sờ sờ đầu mặt họa, cười an ủi nói, chúng ta làm tốt chuyện của mình là được, những chuyện này cũng không quản được. Vạn nhất tương lai ngươi thật sự có bản lĩnh thông thiên triệt địa, lại cân nhắc những chuyện này cũng không muộn. Ừm. Mặt họa gật gật đầu. Còn có quý thúc thúc của ngươi, hắn mới đến, nếu có chỗ nào có thể giúp đỡ, cố gắng giúp đỡ. Quý đại ca làm người trượng nghĩa, vui với giúp người, năm đó nhà chúng ta cũng bách, cũng nhận không ít trợ giúp từ hắn. Con biết rồi, cha. Sau đó Mạc Sơn bận rộn chuyện săn yêu, mấy ngày sau mới rảnh rỗi, liền chuẩn bị chút lễ vật, một ít rượu thịt, đang vừa còn có một ít dụng cụ thường ngày, đến nhà bái phỏng Quý Thanh Bách. Mạc Sơn và Quý Thanh Bách ôn lại chuyện cũ, trước khi đi còn nhét cho hắn một túi linh thạch, nói, Quý Đại ca, những thứ này huynh giữ lại dùng khi khẩn cấp. Quý Thanh Bách phó thác không thu. Mạc Sơn liền nói, huynh đệ một hồi, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau. Lúc trước gia cảnh của ta khó khăn, cũng từng nhận được tiếp tế của Huynh, Huynh cũng không cần chối từ. Quý Thanh Bách lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy. Hắn rời khỏi Thanh Huyền Thành, một đường buôn ba, đã dùng gần hết vốn liếng tích lũy được. Đến thông tiên thành, trưởng bối thế giao cũng không tiện quấy rầy trong thời gian dài, liền thuê một tiểu viện, cũng không lớn, cũng không đắt, miễn cưỡng cư trú là đủ rồi. Sau đó lại thêm vào vài thứ vụn vặt, linh thạch vốn không nhiều lắm rất nhanh đã cạn kiệt mặt sơn đưa linh thạch tới chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nếu là trước kia hắn sẽ không cầm nhưng hiện tại hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết, cũng chỉ có thể lòng mang cảm kích nhận lấy chờ vết thương của hắn lành lại có thể cùng quý lễ vào núi săn yêu kiếm linh thạch sau đó trả lại cho mặt sơn là được chạng vạn tối quý thanh bách và quý lễ thương lượng chuyện vào núi săn yêu phó lan liền từ bên ngoài đi vào Mấy ngày nay thương thế của nàng đã tốt hơn rất nhiều, dù chưa khỏi hẳn, nhưng đã có thể đi lại khắp nơi. Phó Lan cũng xuất thân tán tu, từ nhỏ đã sống khổ cực, cho nên muốn kiếm chút linh thạch, giải quyết khẩn cấp, không thể quá liên lụy quý bá bá và quý đại ca. Nghĩ đến Phúc thiện lâu mà mặt họa từng đề cập, khoảng cách không xa nàng liền đi hỏi, bây giờ mới trở về. Tết thương của ngươi chưa khỏi, nghỉ ngơi nhiều một chút. Quý Thanh bắt thấy sắc mặt nàng còn hơi trắng, liền ân cần hỏi. Quý lễ thì đỡ nàng ngồi xuống, rót cho nàng chén trà. Trên mặt tái nhợt của Phó Lan hơi phím hồng. Quý Thanh Bách thấy bộ dáng hai người này, thần sắc bất động mảy may, trong lòng lại rất an ủi. Qua một lúc, hắn mới nhớ ra hỏi, chỗ Phúc Thiện lâu kia có đi qua không? Phó Lan gật đầu, bọn họ nhận ta, mỗi tháng cũng cho không ít linh thạch. Quý Thanh Bách nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt rồi. Chẳng qua là, Phó Lan có chút nghi hoặc. Chỉ là cái gì, chỉ là bọn họ nghe nói ta là tu sĩ bên ngoài, ban đầu là không muốn nhận, về sau ta nhắc tên tiểu huynh đệ kia, bọn họ không nói hai lời liền để ta ở lại làm việc. Phó Lan nói. Quý Thanh Bách sửng sốt, mặt họa, Phó Lan gật đầu. Quý Thanh Bách có chút kinh ngạc, đứa nhỏ mặt họa này, mặt mũi lại lớn như vậy, một cái thiện lâu lớn như vậy, lại còn phải xem mặt mũi của hắn. Hơn nữa ba ngày hắn cũng ngoài ý muốn biết được mặt họa vẫn là một tiểu trận sư, trong tán tu rất nhiều trận pháp đều là xuất từ tay mặc họa điều này làm cho quý thanh bách khiếp sợ không thôi trước khi hắn đến còn tưởng rằng mặc họa không học trận pháp cho nên sinh lòng tiếc nuối lại không nghĩ rằng mặc họa đã trở thành trận sư hàng thật giá thật quý thanh bách trịnh trọng nói bất kể nói thế nào chúng ta đều thiếu nhân tình của người ta về sau nhất định phải nghĩ biện pháp báo đáp thật tốt nhất là đứa nhỏ mặc họa này không thể để cho hắn xảy ra một chút ngoài ý muốn trận sư trong tán tu tâm địa lại tốt như vậy quyết không thể có một chút sơ xuất hai người quý lễ và phó lan đều nghiêm túc cực gật đầu quý thanh bách yên tâm lại cảm thán nói mấy ngày nay ta đi khắp nơi nhìn nhìn thông tin thành thật sự không giống trước nếu thật sự có thể định cư ở đây cũng coi như là sống một cuộc sống tốt đẹp hắn bận rộn cả đời cũng chỉ cầu có thể an an ổn ổn sống sót bây giờ trải qua một phen khó khăn trắc trở cũng coi như là tìm được chỗ an thân quý thanh bách lại nhìn quý lễ và phó lan một cái trong lòng sinh ra trấn an khẽ cười nói nếu các ngươi không chê thì cứ thành gia ở đây đi qua một thời gian ngắn ta thu xếp hôn sự cho các ngươi kết thành đạo lữ hai người sửng sốt một chút sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên lặng lẽ liếc nhau lại đều cúi đầu xuống bóng đêm đen kịt trong sân nhỏ ánh đèn tuy mỏng manh nhưng dần dần ấm áp lên Hai ngày sau, Mạc Họa đang ở trong quán ăn luyện giải trận. Hắn vẽ một bộ phục trận trước, sau đó mới tự mình giải. Một tờ giấy như vậy, xem như là đã luyện hai lần trận pháp, tự vẽ tự giải, chính là có chút hao linh mực. Thấy Mạc Họa, đại trụ liền chạy tới nói La Nha Bổng không có răng sói của hắn đã luyện xong. Mạc Họa tinh thần rung lên, bỏ lại trận pháp chưa giải xong, liền đi theo đại trụ đi tới luyện khí trần sư phụ đưa một cây gậy sắt cho mặt họa luyện theo lời ngươi nói là được rồi không có lan nha cũng chừa lại vị trí trận pháp bên ngoài bọc lấy tấm da sắt rất chắc chắn bên trong làm bằng gỗ cứng rắn cũng sẽ không quá nặng tạ ơn trần sư phụ mặt họa vui vẻ tiếp nhận thiết bổng cẩn thận đánh giá mấy lần thiết bổng màu trắng bạc da cứng cỏi so với hai cánh tay của mặt họa còn muốn thô hơn cầm vào tay nặng trịch mặt họa thử một chút vẫn có chút nặng, bất quá đây là vấn đề của mình, không phải vấn đề của gậy sắt. Mặt họa đối với cây gậy sắt này phi thường hài lòng, tán thưởng nói, phi thường tốt, không hổ là Trần Sư Phụ, Trần Sư Phụ vui vẻ vuốt râu. Mặt họa tranh thủ thời gian, vẽ một bộ trận pháp nhất phẩm lên thiết bổng, trận pháp tên là Thiên Quân Trận. Thiên Quân Trận là trận pháp nhất phẩm ngũ hành thổ hệ, sau khi rót linh lực vào kích phát, linh khí của minh họa trận pháp sẽ trong nháy mắt nặng như ngàn cân đương nhiên nói thiên quân khẳng định là khoác lác chính mặt họa cũng không tin rất nhiều tu sĩ đặt tên cho công pháp trận pháp đều là không thể tin hết nghe đại khái là được trận pháp này cụ thể nặng bao nhiêu mặt họa cũng không biết hơn nữa xem linh lực thúc giục trận pháp nhiều ít nặng nhẹ cũng sẽ có sự khác biệt nhưng bất kể như thế nào khẳng định là rất nặng dùng để đập người tuyệt đối là đầy đủ trong suy nghĩ của mặt họa là trước dơ lên thiết bổng sau đó kích hoạt trận pháp thiết bổng được trận pháp gia trì trong nháy mắt nặng như ngàn cân nặng nề nện xuống như vậy cho dù hắn không phải thể tu thân thể không mạnh thiết bổng này cũng sẽ có đủ lực đạo dùng để nhặt tiện nghi bổ bổ đao đánh lén một chút hẳn là đủ rồi thiên quân trận không khó mặt họa học xong trong hai đêm trận pháp cũng không khó vẽ mặt họa nửa canh giờ liền vẽ xong mặt họa đến đại hắc sơn tìm một tảng đá lớn thử một chút. Hắn dơ thiết bổng lên cao, sau đó rót linh lực vào, trận văn màu nâu xám trên thiết bổng chợt lóe lên, trong nháy mắt trùng điệp rơi xuống. Tảng đá bị nện nát bấy, tay mặt họa cũng bị chấn động đến rung lên. Mặc dù tay tê dại, nhưng mặt họa vẫn rất hài lòng. Hắn đặt cho thiết bổng một cái tên mà hắn đã sớm nghĩ kỹ, thiên quân bổng, mặt họa đặt tên thiên quân bổng, xong xuôi liền cẩn thận thu vào trong túi trữ vật. Mấy ngày sau, Hắn có rảnh thì lấy ra luyện một chút, sau đó nghiên cứu ra hai chiêu thức đơn giản một mặt hơn nữa rất thực dụng, một chiêu là đập xuống, một chiêu là vung ngang. Đập xuống dưới hắn thử qua, dùng cũng rất đơn giản. Vung ngang thì phiền toái một chút, cần hắn trước huy động thiên quân bổng, trong quá trình huy động, rót vào linh lực, kích phát trận pháp, thiết bổng nháy mắt tăng nặng, theo quán tính lực đạo vung ngang đánh ra. Linh lực này cùng với lực đạo đều không dễ khống chế, hoặc là đánh trúng mục tiêu chấn đến hổ khẩu đau nhất nếu đánh không trúng phải tuột tay ném thiên quân bổng ra ngoài bằng không cánh tay sẽ trật khớp đây chính là bất đắc dĩ của tiên thiên thể yếu không cách nào làm thể tu bất quá luyện vài lần mặt họa liền quen thuộc hơn rất nhiều ít nhất sẽ không làm cho mình trật khớp mặt họa trả lại cho hai chiêu này đều là những cái tên vang dội đập xuống dưới keo lên thế như thiên quân quét ngang keo lên hoành quét thiên quân nghe có chút uy phong nhưng cũng chỉ là dùng khi khẩn cấp dù sao hắn không phải thể tu không thể dựa vào cái này đối chiến chính diện nhiều nhất cũng chỉ dùng để đánh lén nhưng vô luận như thế nào cũng coi là nhiều hơn một loại thủ đoạn đối địch hắn lại đi phúc thiện lâu tìm phó lan nhờ nàng ta làm đậu hũ đậu hũ của tu đạo giới đây là lần đầu tiên hắn ăn không tính là đặc biệt trắng có màu và nhạt như đậu nành nhưng mùi đậu rất nồng bất kể chiên xào làm thành thức ăn hay là làm thành đậu hoa ngọt ngào, đều ăn rất ngon. Mặt họa cũng cho cha mẹ, Trang Tiên Sinh cùng Bạch Tử Thắng Bạch Tử Hy hai huynh muội đều đưa một chút nếm thử. Khôi lão thì mặt họa không đưa, hắn thích ăn đồ giòn, nhai thứ có tiếng vang, đậu phụ hắn khẳng định không thích. Về phần nội sơn thông tiên thành, cho dù tu sĩ bên ngoài nhiều lên, cũng càng nguy hiểm hơn một chút, nhưng mặt họa vẫn phải đi. Hắn là trận sư, linh mực không thể thiếu. Hơn nửa lượng linh mực hắn cần, đại khái là gấp mấy lần nhất phẩm trận sư bình thường. Cho nên, yêu huyết tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao hiện tại hắn cũng là luyện khí tầng 7, thể thủy bộ tinh xảo, ngoại trừ tu sĩ trúc cơ, tu sĩ luyện khí bình thường không làm gì được hắn. Cho dù là tu sĩ trúc cơ, hắn cũng cảnh giác hơn một chút, nếu có thể phát hiện trước, xác suất lớn là có thể chạy thoát. Hôm đó lên núi, mặt họa thu được 16-17 bình yêu huyết, cảm thấy mỹ mãn, liền tìm một cây đại thụ râm mát ngồi xuống, móc quả dại ra ăn. Chỉ chốc lát sau, thần thức hắn khẽ nhúc nhích, phát giác được có người, hơn nữa khí tức có chút quen thuộc, ngẩng đầu lặng lẽ dò xét, phát hiện là du thừa vũ, còn có mấy săn yêu sư khác. Bọn họ đi đường nhỏ vắng vẻ, tự hồ đang tìm cái gì. Mặt họa đứng dậy, từ xa chào hỏi bọn họ. Du thừa vũ lúc này mới phát hiện mặt họa, nhịn không được nhíu mày. Khoảng cách xa như vậy, thần thức của hắn cũng không cảm giác được mặt họa mặt họa sao có thể phát hiện bọn họ mặt họa thi triển thể thủy bộ từ đỉnh núi nhảy nhẹ vài cái liền bay xuống trước mặt du thừa vũ du thừa vũ nhìn đến sững sờ đây là thân pháp gì trước đó mặt họa đi cùng bọn họ một đường không dùng thân pháp hắn còn tưởng rằng mặt họa không biết lại không nghĩ rằng thân pháp của hắn thuần thục đến loại tình trạng này so với một ít săn yêu sư lão luyện còn lợi hại hơn chẳng trách hắn dám một mình đi dạo trong núi Mạc Họa đánh giá Du Thừa Vũ, Hiếu Kỳ nói, các ngươi, không phải vì săn yêu tới, bọn họ không mặc thiết giáp và đằng giáp, đao cũng đều thu vào, mặc quần áo tán tu bình thường, một bộ trang phục tu sĩ ngoại lai. Du Thừa Vũ nói, chúng ta vào núi bắt người. Bắt ai, mấy tu sĩ lần trước vây công ta. Ánh mắt Du Thừa Vũ lóe lên hàng quang, oán hận nói, một đám tạp chủng, dám đánh lén ta, lão tử sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Mặt họa nghi ngờ nói, ngươi biết bọn họ là ai rồi, còn chưa biết. Vậy ngươi có thể tìm được bọn họ không? Bọn họ không dám vào thành, vậy khẳng định trốn ở trong núi. Chỉ cần tìm xem, khẳng định có thể tìm được. Mặt họa gật gật đầu. Không tìm được những tu sĩ này, chung quy là tai họa ngầm, nếu là săn yêu sư trên đường bị bọn họ đánh lén, vậy thì nguy hiểm. Vậy các ngươi đi đi. Mặt họa khoát tay áo hắn không muốn tham gia náo nhiệt này, hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Trước mắt vẫn là tích lũy chút yêu huyết cho thỏa đáng. nếu ta gặp phải bọn họ, ta sẽ phóng hỏa nhắc nhở các ngươi. mặt họa lại nói, du thừa vũ giật mình, lập tức gật đầu nói, cũng tốt, nhưng ngươi cũng cẩn thận một chút. yên tâm đi. mặt họa và du thừa vũ chia tay nhau, đi dạo hơn nửa ngày ở nội sơn, lúc chặn vạn tối xuống núi, lại gặp bọn họ. Mấy người du thừa vũ bị thương, chảy máu, nhưng xem ra thương thế không nặng lắm. Bọn họ áp giải hai tu sĩ, hai tu sĩ này đều mặc hắc y, tay chân đều bị xích sắt khóa lại, cả người vết thương chồng chất, một người gãy cánh tay, một người què chân. Rõ ràng là sau một phen khổ chiến bị bắt lại, sau đó lại bị hung hăng đánh một trận. Thần sắc hai người mệt mỏi, nhưng đáy mắt cất dấu oán hận. Mặt họa nhìn mặt bọn họ, suy nghĩ một chút, đúng là hai người trong số bảy tu sĩ vây công ngày đó các ngươi thật sự bắt được mặc họa có chút giật mình đó là đương nhiên chúng ta là săn yêu sư không có ai so với chúng ta càng quen thuộc đại hắc sơn du thừa vũ đạp hai người kia một cước hai tên tạp chủng này cho rằng lẫn trốn tốt nhưng ăn uống ngủ nghỉ trong núi còn giết người cướp của lộ ra nhiều chân ngựa như vậy chúng ta làm sao có thể tìm không thấy chỉ có hai người này thôi sao đoán chừng những người khác ra ngoài ăn cướp, chỉ để lại hai người này trong coi doanh địa. Muốn giết bọn hắn sao? Mặt họa hiếu kỳ nói. Du thừa vũ nao nao nói, bây giờ còn chưa đến mức đó, áp giải về trước, đánh thêm mấy trận, xem có thể hỏi ra chút gì không. Về phần doanh địa của bọn họ, đã đánh rắn động cỏ, phỏng chừng không bắt được mấy tu sĩ khác. Mặt họa gật đầu, sau đó hắn dùng thần thức quét hai tu sĩ áo đen này, nhíu nhíu mày. Hai tu sĩ áo đen này nhìn thê thảm, nhưng linh lực vẫn rất dồi dào, như vậy không tốt lắm, sẽ có nguy hiểm. Đánh gãy chân trước đi. Mặt họa lại hảo tâm đề nghị. Du thừa vũ sửng sốt một chút. Bọn họ linh lực rất dồi dào. Mặt họa nói. Linh lực dồi dào, chính là tai họa ngầm. Du thừa vũ suy nghĩ một chút, cực đầu nói với mấy săn yêu sư khác, đánh gãy chân bọn chúng. Mấy săn yêu sư vừa định động thủ, Mặt họa lại hô một tiếng, đợi chút. Hắn trầm ngâm một lát, nói, vẫn là đánh gãy cánh tay đi, đánh gãy chân, bọn họ không thể đi đường, còn phải phí sức cổng bọn họ. Đánh gãy cánh tay, mặc dù có linh lực, trong thời gian ngắn cũng không có năng lực xuất thủ. Du thừa vũ gật đầu, mấy sang yêu sư không nói hai lời, trực tiếp ra tay, để gãy cánh tay hai tu sĩ áo đen. Hai tu sĩ áo đen kia kêu thảm thiết, thần sắc phẫn hận, ánh mắt quán độc nhìn mặt họa lông mày mặt họa nhíu lại còn dám trừng mắt nhìn ta mấy săn yêu sư nghe vậy đạp hai người một người một cước đá đến bọn họ cắn răng ngậm đau chỉ là oán độc trong ánh mắt ngược lại càng sâu mặt họa thở dài nói với du thừa vũ hay là làm mù mắt bọn họ luôn bọn họ vẫn luôn trừng mắt nhìn ta hai tu sĩ áo đen nghe xong trong nháy mắt mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm áo đều rủ xuống ánh mắt không dám nhìn mặt họa nữa du thừa vũ có chút bất đắc dĩ đứa bé này khi tâm địa tốt thì tốt thật tâm địa xấu thì xấu thật cái gì mà xấu xa cũng có thể nghĩ ra được nhưng hắn cảm thấy như vậy mới tốt không thể hạ thủ lưu tình với người xấu bằng không người không may chính là mình hai tu sĩ áo đen này giết người cướp của trong tay không biết dính bao nhiêu mạng người cho dù hiện tại chém chết bọn họ cũng coi là tiện nghi cho bọn họ du thừa vũ áp giải hai tu sĩ áo đen đến chỗ du trưởng lão nhốt trong phòng kính ra khảo thẩm vấn, xem có thể hỏi ra cái gì hay không. mặt họa cũng có chút tò mò liền đi theo xem náo nhiệt. du thừa vũ ở bên trong hỏi, mặt họa thì cùng du trưởng lão ngồi ở bên ngoài uống trà. chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết trong phòng đình chỉ, du thừa vũ đi ra, trên người dính chút vết máu, nhưng không phải là của chính hắn, thần sắc cũng như có điều suy nghĩ. ánh mắt mặt họa sáng lên, hỏi ra cái gì chưa a à du nhị thúc. du thừa vũ nhìn mặt họa, không muốn trả lời du trưởng lão liền thản nhiên nói nói đi du thừa vũ trầm tư một chút nhân tiện nói hai người kia khai rằng bọn họ là tội tu tội tu mặc họa hơi giật mình du trưởng lão giải thích là tu sĩ xúc phạm luật pháp của đạo đình phạm phải tội lớn bị đạo đình ti truy nã hai người bọn họ phạm vào tội gì mặc họa hiếu kỳ nói du thừa vũ lắc đầu bọn họ không nói đoán chừng là chịu tội không nhỏ nói ra cũng là chết ta cũng không hỏi dù sao chúng ta cũng không phải là đạo đình ti cái này không thuộc về chúng ta quản du trưởng lão nói còn có những thứ khác không có du thừa vũ gật đầu nói theo như hai người kia nói bọn họ có hơn hai mươi người phần lớn là tội tu phạm tội bị đạo đình ti truy nã cùng đường mặc lộ cho nên mới tụ tập cùng một chỗ giết người cướp của kiếm chút linh thạch du trưởng lão hừ lạnh nói một đám súc sinh mặc họa hỏi Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Du trưởng lão nói, trước đem hai tên tạp chủng này đưa đến đạo đình ti, nếu thật sự là bị truy nã, còn có thể lĩnh chút tiền thưởng. Sau đó, du trưởng lão đặt chén trà xuống, suy nghĩ một chút rồi nói, sau này trước tiên phải xem bên đạo đình ti làm như thế nào, truy bắt tội tu là chuyện của đạo đình ti, bọn họ không lên tiếng, chúng ta không tiện nhúng tay. Bất quá nếu ở trong núi gặp được, cũng không cần khách khí, có thể động thủ liền động thủ, nếu là bắt sống, liền cầm tới đạo đình ti lĩnh thưởng, bắt sống không được liền làm thịt, ném đến trong khe núi cho yêu thú ăn. Một đám tạp chủng, còn sống cũng lãng phí linh thạch, du trưởng lão lại mắng một câu. Du thừa vũ gật đầu, nhưng vẫn cho mày, ta hoài nghi hai người kia không có nói thật. Du trưởng lão nhớ mày, sao lại nói vậy, loại tu sĩ này lăn lộn trong tu giới đều là kẻ già đời, thói quen nói chuyện nửa thật nửa giả. Hắn nói hơn 20 người bọn họ thực tế có khi còn nhiều hơn, hắn nói bọn họ tụ tập lại, giết người cướp của, e rằng mua đồ cũng không đơn giản như vậy. Du trưởng lão gật gật đầu, người đem chuyện này truyền xuống, trong khoảng thời gian này liệt yêu sư vào núi đều cẩn thận một chút, đề phòng nhiều hơn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vâng. Du thừa vũ chấp tay nói. Du trưởng lão lại dặn dò mặt họa, ngươi càng phải cẩn thận một chút, nếu không có việc gì, cũng không nên tiến vào nội sơn. Cho dù muốn đi, cũng phải lưu ý nhiều hơn yên tâm đi. Mặt họa gật đầu nói. Nội sơn vẫn phải vào, nhưng quả thật phải càng cẩn thận hơn chút. Bằng không lấy tốc độ vẽ trận pháp của hắn, miệng ăn núi lở, linh mực rất nhanh liền dùng hết. Linh mực nhất phẩm hậu kỳ, dùng linh thạch đi mua thì quá đắt. Mặt họa hôm nay mặc dù không thiếu linh thạch, cũng chỉ là tương đối luyện khí kỳ mà thôi, nếu muốn trúc cơ, vẫn cần một số lớn linh thạch, những linh thạch này sẽ sớm tích góp được sau đó săn yêu sư vào núi săn yêu, cũng đều càng thêm cẩn thận. Mà chỉ cần có liệp yêu sư vào núi, du thừa nghĩa hoặc là mặt sơn, liền sẽ mang theo la bàn tư nam, dò xét ở phụ cận. Một khi có chiến đấu phát sinh, liền lập tức xác nhận, nếu có nguy hiểm liền phải kịp thời phối hợp tác chiến. Cứ như vậy qua 7-8 ngày, đều là bình an vô sự. Mặc dù cũng gặp mấy tu sĩ hình dáng khả nghi, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám nhìn từ xa, sau đó yên lặng thối lui hôm nay mặt họa như thường ngày thu xong mấy dọc máu yêu thú một mình ngồi bên dòng suối nhỏ rửa tay rửa tay xong mặt họa ngẩng đầu lên chợt thấy sương mù tràn ngập trong vòng trăm thước không thấy bóng người mặt họa trong lòng rùng mình đoán chừng sắp xảy ra chuyện hắn vội thả thần thức trong thần thức trên đại vụ có lam sắc linh khí cực mỏng hỗn tạp chướng khí và vũ khí dày đặc những thứ này trộn lẫn với nhau pha tạp hỗn loạn ngăn cản thần thức cảm giác mặt họa nhớ kỹ lời mặt sơn dặn dò nếu gặp sương mù dày đặc không thể tùy tiện đi lại nếu không đi nhầm vào thâm sơn liền khó bảo toàn tính mạng nhưng cứ đứng yên như vậy cũng có chút nguy hiểm mặt họa lấy bút mực ra vẽ mấy trận pháp ở phụ cận lại lấy đất đá bao trùm ẩn đi tung tích lúc này mới yên lòng sau đó hắn liền ngồi xếp bằng ở giữa kiên nhẫn chờ sương mù tiêu tán qua nửa canh giờ sương mù bỗng nhiên tiêu tán sương mù trong núi đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mặt họa thu dọn xong đồ đạc, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa một tu sĩ cả người đầy máu chạy về phía hắn. Tu sĩ kia nhìn thấy mặt họa, thần sắc kinh hãi, cấp cáp hô lên, chạy mau, lúc này mặt họa mới nhận ra, tu sĩ người đầy máu này, là quý lễ, quý lễ sắc mặt tái nhợt, cả người vết thương, khí tức mỏng manh, chưa chạy được mấy bước, một đại hán đồ đen sải bước chạy tới, một đao chém vào trên lưng hắn máu tuôn như suối, quý lễ dần dần sụi lơ trên mặt đất, chỉ là vẫn nhìn mặt họa như cũ, trong miệng lẩm bẩm nói, mau, chạy. Đại hán áo đen kinh thường nhìn quý lễ, lại quay đầu nhìn mặt họa, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi quen nhau, mặt họa gật đầu. Gã cao to cười gằn nói, cũng được, vậy trên đường chịu chết có bạn. Nói xong liền sải bước đi về phía mặt họa. Đi vài bước, đại hán bỗng nhiên nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, liền thấy cánh tay quý lễ tràn đầy máu tươi, cất cao nắm chặt ống quần của hắn, không cho hắn đi về phía mặt họa. Quý lễ muốn nói cái gì, nhưng nói không ra lời, chỉ từ yết hầu ho ra một mụn máu tươi. Đại hán áo đen cười khinh miệt, giẫm gãy tay quý lễ, tiếp tục cất bước đi về phía mặt họa. Mà mặt họa vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sợ choáng váng sao, trong lòng đại hán áo đen cười lạnh. Cũng khó trách, hài tử lớn như vậy, chết đến nơi kinh hoảng thất thần cũng rất bình thường đại hán áo đen mắt lộ ra tà nhẫn tiếp tục đi về phía trước mắt thấy sắp bước vào trong vòng một trượng quanh thân mặt họa một tiên nghi hoặc lại đột nhiên nổi lên trong lòng đứa nhỏ lớn hơn chút này làm sao sống sót ở nội sơn nội sơn có yêu thú có chướng khí có sương mù có độc chiểu còn có những tội tu không chuyện ác nào không làm này đứa nhỏ này lẻ loi một mình hẳn là đã sớm chết mới đúng trong lòng đại hán có chút nghi hoặc nhưng bước chân cũng đã bước ra ngoài cũng dẫm trên mặt đất lập tức đại hán nhớ mày cảm thấy có chút khác thường dưới chân tự hồ có đồ vật gì đó bị hắn dẫm nát thanh âm thanh thúy tinh tế tỉ mỉ nghe giống như linh thạch đồng thời cũng có cảm giác linh khí lưu động khóe mắt liếc qua tảng đá dưới chân lại hơi hiện ra ánh sáng đỏ đại hán lại ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện mặt họa đã phiêu nhiên thối lui thần sắc nào còn có dạy ra cùng thất thần vừa rồi nho nhỏ trên mặt thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt trong suốt còn mang theo một tia treo tức. Đại hán đầu tiên là hoang mang khó hiểu, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, không tốt, đại hán phát giác được không ổn, liền muốn bước ra rút lui, nhưng đã muộn. Ba bộ địa hỏa trận nhất phẩm kích phát, bộc phát ra linh lực dao động mãnh liệt, trong tiếng nổ vang, ánh lửa đỏ tư trực tiếp nuốt chửng đại hán. Đợi đến khi ánh lửa tiêu tán, thân ảnh chật vật đến cực điểm của đại hán mới hiện ra. Quần áo của hắn rách nát, vết cháy đầy người, thân thể bên phải coi như hoàn hảo, nhưng bên trái thương thế rất nặng, cánh tay càng bị nổ đến máu thịt bê bét. giữa làn ranh sinh tử, đại hán áo đen căn cứ bản năng chém giết nhiều năm, tránh đi trung tâm địa hỏa trận nổ tung, trả giá bằng một cánh tay, bảo toàn tính mạng, bằng không cho dù không chết cũng tránh không được trọng thương. tiểu quỷ thối, ta muốn ngươi chết không tử tế, đại hán áo đen giận dữ, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi vậy mà lại là trận pháp, tu sĩ biết trận pháp trong tán tu có thể đếm được trên đầu ngón tay, trận pháp này rốt cuộc là ở đâu ra, chẳng lẽ là trưởng bối của hắn vẽ ra, dùng để bảo vệ hắn. Cũng không thể nào là chính hắn vẽ trong lòng đại hán áo đen kiên kỵ, tuy là phẫn nộ, nhưng cũng không dám tùy tiện truy đuổi mặt họa. Tiểu tu sĩ này có chút tà môn, hơn nữa còn rất biết diễn kịch, trong thời gian ngắn, hắn sợ không thấu hư thực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa hắn cũng sợ trên mặt đất sẽ còn có những trận pháp khác. Mặt họa thấy trận pháp không nổ chết hắn, có chút đáng tiếc. Ba bộ nhất phẩm địa hỏa trận, yêu thú đều có thể bị nổ trọng thương. Xem ra tu sĩ quanh năm trà trộn trong tu đạo giới cảnh giác hơn. Mặt họa âm thầm thả ra thần thức, quan sát trạng thái của đại hán. Đại hán nhìn tuy thê thảm, nhưng linh lực còn lưu lại hơn phân nữa. Khí tức thâm hậu, dáng người cường tráng, là thể tu luyện khí tầng 9 đỉnh phong, nhìn bộ dạng coi mạng người như cỏ rác của hắn, đại khái là tội tu, kinh nghiệm chiến đấu với người ta vô cùng phong phú. Tuy bị địa hỏa trận nổ bị thương, một cánh tay phế đi, nhưng cánh tay kia lại không ngại. Muốn đối phó, vẫn là vô cùng phiền phức. Hai người đều có chút cố kỵ, dằn co một hồi, đại hán không dám đuổi, mặt họa suy nghĩ một chút, thân hình hốt hoảng trốn đi, hơn nữa bước chân lộn xộn, bối rối thất thố. Muốn chạy, ánh mắt đại hán lạnh lẽo hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua cho mặt họa hắn muốn đuổi theo nhưng lại không biết tiểu tu sĩ này còn có thủ đoạn gì sinh lòng kiên kỵ nhất thời không quyết định được đúng lúc này mặt họa chân đạp lên tảng đá trượt một phát té ngã trên đất đại hán thấy thế thần sắc dữ tợn trong lòng kết luận tiểu quỷ này là thật hoảng hốt không chọn đường thân hình đại hán áo đen nhảy ra men theo đường núi mặt họa đi qua sải bước mấy cái liền đi tới trước người mặt họa. Tiểu quỷ, xe mưa chạy đi đâu, đại hán vung tay ra, chụp về phía mặt họa. Nhưng mặt họa ngã trên đất, thân thể lại giống như nước chảy, di chuyển sát mặt đất, trong giây lát liền biến mất trước người đại hán, trong chớp mắt, lại xuất hiện ở phía sau hắn. Đại hán chụp hụt, đáy lòng cả kinh. Thân pháp Tiểu quỷ này, lại còn học thân pháp. Đại hán lập tức toát mồ hôi lạnh, miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt họa đã đứng ở phía sau lưng hắn, giữa ngón tay cầm một tấm phù lục làm bằng ngọc. đại hán đồng tử trong nháy mắt phóng đại phù lục, mặt họa dùng linh lực thôi động phù lục, trên phù lục lóe lên hồng quang, linh lực chấn động, liệt diễm phun ra ngoài, trực tiếp nuốt chửng đại hán áo đen. tấm phù lục này là lão triệu từ trong tay tu sĩ tiền gia cướp lấy, lại đưa cho mặt họa dùng để phòng thân. phù lục tên là liệt diễm phù, là phù lục nhất phẩm, bên trong phong tồn chính là pháp thuật bi lực của luyện khí tầng chính liệt diễm thuật. Mặt họa đầu tiên là giả vờ chạy trốn, chân trượt ngã sấp xuống, lừa gạt tu sĩ áo đen chủ quan. Sau đó trong nháy mắt thi triển thể thủy bộ, vòng ra sau lưng đại hán, dưới tình huống đại hán không cách nào phản ứng, tránh cũng không thể tránh, thúc giục liệt diễm phù. Phù triện rất đắt, cho nên không thể lãng phí, nhất định phải nắm chắc thời cơ, tận dụng hết tác dụng, phát huy uy lực lớn nhất của phù triện. Đại hán dưới tình huống không kịp phòng bị, bị mặt họa từ phía sau lưng đánh lén, cứng rắn ăn vào một pháp thuật uy lực luyện khí tầng 9. Trong nháy mắt cảm thấy toàn thân cháy khét, kinh mạch bỏng rác. Cùng lúc đó, mặt họa trở tay lại từ trong túi trữ vật rút ra thiên quân bổng. Thừa dịp đại hán trọng thương, lung la lung lay hết sức, mặt họa dơ thiên quân bổng lên cao, rót vào linh lực, thôi động thiên quân trận. hôi mang lóe lên, thiên quân bổng trong nháy mắt nặng như ngàn cân, mang theo gió thế, hung hăng nện xuống. Loãng xoảng, một bổng này nện vào trên trán đại hán áo đen. Da đầu đại hán đau nhức kịch liệt. Mặt họa thì bị chấn động đến hổ khẩu rung lên. Không hổ là thể tu, đầu óc thật cứng. Mặt họa thầm nghĩ, sau đó lại dơ lên thiên quân bổng, làm theo cách cũ, đập một cái vào trán đại hán áo đen. Đại hán đầu óc mê mang, bắt đầu thần trí mơ hồ. Mặt họa nhất cổ tác khí, lại đập một gậy. Đập xong mới ý thức được, mình không có mang chiêu thức tên hô lên, thiếu rất nhiều khí thế, vì thế lại bổ một gậy, đồng thời cao giọng hô thế như ngàn quân, đại hán áo đen rốt cuộc không chịu nổi, hai mắt cả lật một cái, lung la lung lay, rốt cuộc, bịch, một tiếng quỳ xuống, sau đó mặt hướng xuống dưới ngã nhào trên mặt đất. Mặt họa thả thần thức ra, thăm dò trạng thái linh lực của đại hán. Phát hiện linh lực trong kinh mạch của đại hán, tự do bốn phía, đúng là đang chậm rãi lưu động. Ý nghĩa là đại hán đã ngất xỉu mặt họa vẫn không quá yên tâm lại bổ thêm một cái hỏa cầu thuật sau đó giơ lên thiên quân bổng cố sức đem đại hán không chút phòng bị đánh gãy tứ chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mặt họa mệt đến thở hồng hộc hắn không phải thể tu cho dù mượn nhờ trận pháp đập mấy cái thiên quân bổng vẫn cảm thấy cánh tay đau nhất nhưng mục đích đã đạt được đại hán áo đen vừa rồi còn hùng hổ bây giờ tê liệt ngã xuống đất linh lực hỗn loạn huyết khí yếu ớt tứ chi cũng không động đậy được mặt họa xác nhận đại hán áo đen này trong thời gian ngắn không cách nào lật lên sóng gió gì, liền lập tức chạy đến chỗ quý lễ. Máu trên người quý lễ vẫn đang chảy. Vẻ mặt mặt họa nghiêm túc, vội vàng cho hắn ăn một viên tiểu hoàng đan, lại nghi nát mấy viên chỉ huyết đan, rắc bột phấn lên vết thương của quý lễ, sau đó lại đút cho hắn hai viên huyết khí đan. Tiểu hoàng đan giữ mạng, chỉ huyết đan cầm máu, huyết khí đan thì có thể bổ sung huyết khí. Đây đều là phùng lão tiên sinh dạy hắn, có thể lâm thời khẩn cấp cứu một mạng người. Sau đó mặt họa dùng thần thức quan sát kinh mạch quý lễ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Khí tức của quý lễ tuy yếu ớt, nhưng linh lực còn đang lưu động, vết thương cũng đang dần dần thép lại. Không chết là tốt rồi. Mặt họa dẫn lửa, thả tín hiệu ra. Mặc dù tạm thời bảo vệ được tính mạng, nhưng vẫn phải nhanh chóng đưa tới chỗ phùng lão tiên sinh trị liệu, nếu không vẫn là giữ nhiều lành ít. Mặt họa một mình, không có khí lực cổng quý lễ xuống núi huống chi quý lễ bây giờ cả người là máu dễ dàng dẫn dụ yêu thú tới yêu thú nhất phẩm hậu kỳ ứng đối lại càng phiền toái chỉ có thể hy vọng phụ cận có chút săn yêu sư nhìn thấy pháo hoa có thể sớm chạy tới trợ giúp mới có thể bảo trụ tính mạng quý lễ quý lễ máu me đầm đìa té trên mặt đất một lát sau ngón tay khẽ nhúc nhích tự hồ có một chút phản ứng quý đại ca quý đại ca mặt họa hô vài tiếng quý lễ dường như nghe được chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy mặt họa không có việc gì dường như thở phào nhẹ nhõm sau đó hai mắt dần dần thất thần không có tiêu điểm hai mắt lại chậm rãi nhắm lại đây là dấu hiệu thần thức tan rã mặt họa hoảng sợ trong lòng biết không ổn một khi thần thức tu sĩ tán loạn cho dù thân thể có cứu sống cũng không khác gì người chết nếu muốn sống vẫn phải có chấp niệm mới được mặt họa suy nghĩ một chút, liền nói, quý đại ca, huynh chết rồi, phó lan tỷ tỷ làm sao bây giờ, mí mắt quý lễ khẽ run. Mặt họa tiếp tục nói, quý thúc thúc còn đang chờ uống rượu mừng của các ngươi đây. Quý lễ không mở mắt, nhưng khóe mắt lại chảy xuống nước mắt. Mặt họa vẽ chút trận pháp ở chung quanh, liền trông coi quý lễ, đề phòng yêu thú cùng tu sĩ khác. Một lát sau, mặt họa thần thức khẽ động, phát giác được có tu sĩ tới. Hắn thả thần thức ra, cảm nhận một chút, trong lòng thả lỏng liền hô, chu thúc thúc, bên này, cách đó không xa có ba săn yêu sư, cầm đầu là chu thành, là cha chu đại bình. Bọn họ men theo dấu vết pháo hoa chạy tới trợ giúp, nghe được tiếng la, lập tức chạy tới, sau đó liền nhìn thấy quý lễ cả người đầy máu ngã trên mặt đất. chu thành thấy thế, giật nảy mình, vội hỏi, thương thế như thế nào, tạm thời ổn định, nhưng phải nhanh chóng đưa xuống núi, để phùng gia gia trị liệu. Mạc họa nói, Chu Thành nhẹ gật đầu, lại hỏi Mạc Họa, ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì. Mạc Họa lắc đầu. Chu Thành nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt. Cứu người quan trọng, Chu Thành cũng không nói thêm nữa, gọi mấy người dùng cán cứu thương nâng quý lễ lên, rồi đưa xuống dưới núi. Mạc Họa phất tay tạm biệt bọn họ, trong lòng yên lặng nói, hy vọng tới kịp đi. Quý Thúc Thúc chính là có duy nhất một đứa con trai là Quý Đại Ca, mong là mọi việc sẽ ổn mặc họa không xuống núi cùng bọn họ hắn còn có việc phải làm đại hán áo đen vẫn nằm ở một bên thân hình thê thảm hôn mê bất tỉnh xem ra còn chưa chết mặc họa hiện tại không rảnh quản hắn chờ lát nữa có săn yêu sư khác đến lại áp giải đại hán trở về xem có thể hỏi ra lai lịch hay không đúng rồi túi trữ vật mặc họa đột nhiên nghĩ tới chạy đến bên cạnh đại hán lật ra túi trữ vật bị nổ hủy một nửa tạm thời không kịp nhìn kỹ, mặt họa liền đem túi trữ vật này cất kỹ, sau đó lấy ra la bàn của tư nam tử mẫu, vừa nhìn vừa tính toán, quý đại ca vào núi, tất nhiên là đi theo quý thúc thúc, quý đại ca bị đuổi giết, vậy nói rõ quý thúc thúc cũng gặp nguy hiểm. Hơn nữa đại hán này tu vi thâm hậu, xem ra giết người như ngué, tội tu đồng bọn của hắn đoán chừng cũng khó đối phó. Mặt họa tại trên la bàn tư nam, tìm được vị trí của mình, quả nhiên phát hiện phía nam cách đó không xa có một điểm sáng. Điều này chứng tỏ trận chiến vẫn đang tiếp tục. Ánh mắt mặt họa lạnh lẽo, thu hồi la bàn, đi về phía nam. Vị trí điểm sáng phía nam là một sườn núi nhỏ. Bốn phía lùng cây mọc ra, dưới chân lá rụng chồng chất, thưa thất đại thụ nhô ra cành lá, che đậy ánh nắng, phía dưới lộ ra vẻ tĩnh mịch mà yên lặng. Lúc mặt họa đến, quả nhiên phát hiện Quý Thanh Bách còn có hai săn yêu sư khác đang giao thủ với người khác. Đối thủ của bọn họ cũng là ba tên hắc y tội tu ánh sáng chập chờn đang xen ánh đao lóe ra linh lực tiếp động hai bên đều là thể tu cận thân chém giết đánh cho khó bỏ khó phân tội tu áo đen chiếm ưu thế ba người quý thanh bách chi phối trái phải chật vật không chịu nổi dần dần sắp không chống đỡ nổi mặt họa nhíu mày có chút không đúng tu vi song phương và đạo pháp chênh lệch cũng không rõ ràng huống chi trên người hai săn yêu sư còn mặc thiết giáp theo lý mà nói lấy ba địch ba cho dù không địch lại cũng không đến mức chật vật như thế đúng lúc này mặt họa nhìn thấy bóng người chật hiện bên cạnh quý thanh bách một ánh đao chật lóe lên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc quý thanh bách chật có cảm giác miễn cưỡng tránh đi nhưng cánh tay vẫn bị cắt ra một vết thương máu tươi chảy ròng mà bóng người sau một kích liền nhanh chóng rời xa lại dần dần tiêu tán thân ảnh quý thanh bách nhíu chặt lông mày vẻ mặt càng thêm ngưng trọng mặt họa thì hơi hơi rung rung. Mặc dù chỉ trong một cái chớp mắt, hắn vẫn nhìn thấy kẻ đánh lén mặc áo đen, dáng người thấp bé, ánh mắt âm độc. Hơn nữa còn am hiểu ẩn nấp trong lòng mặt họa đã có suy đoán, thả thần thức ra, trong một mảnh hư vô, tàn ảnh linh lực của thiên địa vạn vật xuất hiện. đằng sau đại thụ cũng xuất hiện một bóng người màu lam nhạt. bóng người này vô cùng quen thuộc. mặt họa hơi suy tư, ánh mắt sáng lên, thì ra là ngươi trước đó sang yêu sư trú đóng linh quán, tiền gia mướn tu sĩ quấy rối, trong đó có một tu sĩ am hiểu thuật ẩn nấp phi thường khó giải quyết, để cho liệp yêu sư ăn thiệt thòi lớn. Không ngờ lại gặp phải ở đây. Trong lòng mặt họa lại có chút kinh ngạc, hắn vậy mà không chết, hắn còn tưởng rằng tu sĩ ẩn nấp này đã sớm bị liệp yêu sư loạn đao chém chết. Nhưng cho dù không chết, xem ra thương thế cũng rất nặng. Tu sĩ này hiện tại ra tay, liền không có quyết đoán tà nhẫn như trước kia, động tác cũng có chút dây dưa dài dòng. Ẩn nặc thuật cũng giảm đi rất nhiều, cần phải mượn đại thụ che đậy, qua mang sáng tối giao thoa, để ẩn nấp thân hình tốt hơn. Ba người quý thanh bách lấy ba địch ba, vốn không đến mức yếu thế như vậy. Nhưng có tu sĩ ẩn nấp này ở một bên rình mò, cục diện liền hoàn toàn khác. Bọn họ muốn so chiêu với đối thủ, lại phải đề phòng tu sĩ ẩn nấp đánh lén, một khi bị thương, thế cục sẽ càng thêm bị động mà với thần thức của tu sĩ luyện khí tầng 9 bình thường thì không thể nào nhìn thấu ẩn nạp thuật, đương nhiên cũng không thể ứng phó với tu sĩ ẩn nấp này. Nhưng mà đối với mặt họa mà nói thì chuyện này cũng không tính là gì. Trong thần thức của mặt họa, thân ảnh tu sĩ ẩn nấp này minh nhược quan hỏa, căn bản không thể giấu. Lúc tranh đoạt linh quán, hắn liền thua ở trong tay mặt họa, hôm nay thần thức mặt họa mạnh hơn rất nhiều, thuộc ẩn nấp của hắn càng là bịt tai trộn chung, chỉ có thể lừa gạt mình trước đó hắn có thể thoát được tính mạng dưới loạn đau của liệp yêu sư xem như hắn gặp may mắn nhưng lần này mặt họa liền không có ý định buông tha hắn nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là phải cứu đám người quý thúc thúc mặt họa trốn ở trong góc mà thần thức bọn họ không chạm đến được lấy ống trúc ra đốt lửa khói sau đó mặt họa đổi hai vị trí mỗi nơi thả một phát pháo hoa mặt họa lập lại chiêu cũ phóng ra khói lửa muốn cho bọn họ biết khó mà lui pháo hoa bốc lên không cũng dẫn tới tội tu chú ý song phương đều ngừng tay nhưng mấy tội tu này dường như cũng không mắc mưu một tên tội tu nói trước đó mấy tên săn yêu sư này bỏ qua pháo hoa cầu cứu nếu thật sự có người đã sớm tới cứu rồi hiện tại người này trốn ở phía sau không ra tay đoán chừng là phô trương thanh thế chúng ta tốc chiến tốc thắng giết bọn chúng mấy tên tội tu khác cũng gật đầu quý thanh bách chịu đựng thương thế cắn răng nói, chúng ta vốn không thù không oán, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, tội tu nói, khổng gia trả linh thạch mua đầu phụ tử các ngươi. Đầu của con trai ngươi, đoán chừng đã tới tay, hiện tại chỉ còn thiếu ngươi. Quý Thanh Bách nghe vậy, thần sắc bi thương. Đừng nói nhảm nữa, mau giết bọn chúng đi. Một tên tu sĩ đầu lĩnh có vẻ như chột một mắt lạnh lùng nói. Vì thế hai bên không nói thêm gì nữa, lần nữa giao thủ, hơn nữa đau đau thấy máu, từng quyền thấy thịt thế công lẫn nhau càng thêm mãnh liệt mặt họa có chút bất đắc dĩ những tội tu này vậy mà không mắc mưu nếu là như vậy hắn chỉ có thể ra tay nghĩ biện pháp kéo dài thời gian phụ cận hẳn là còn có không ít săn yêu sư chỉ cần bọn họ nhìn thấy pháo hoa hẳn là sẽ chạy tới trợ giúp mặt họa chỉ cần trước đó nghĩ biện pháp ngăn chặn tội tu là được trên sườn núi nhỏ đại thụ che đậy quý thanh bách cùng hai săn yêu sư còn đang đau khổ chống đỡ Cùng lúc đó, tu sĩ H.I. đang ẩn nấp kia đã tìm đúng cơ hội, chuẩn bị lần nữa ra tay. Hắn mượn rừng cây yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tới gần Quý Thanh Bách. Quý Thanh Bách cho rằng Nhi tử giữ nhiều lành ít, lấy thương đổi thương liều mạng, tự nhiên lộ ra sơ hở cũng nhiều. Tu sĩ ẩn nấp ánh mắt âm độc, dò xét đúng thời cơ, bắt lấy sơ hở, đâm ra dao găm. Hàng quan của chủy thủ chợt hiện, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hỏa cầu thuật cũng đột nhiên xuất hiện, khi dao găm của hắn còn chưa đâm tới quý thanh bách hỏa cầu thuật đã đánh trúng cánh tay của tu sĩ ẩn nấp trước một bước cũng đã cắt đứt công tiếp lần này của hắn sau đó hỏa cầu thuật nổ tung linh khí đỏ thẩm hóa thành liệt diễm thiêu đốt cánh tay của hắn cơn đau đớn nóng rực lan tràn ra tu sĩ ẩn nấp bị đau đột nhiên lại sửng sốt tình cảnh này sao lại quen thuộc như vậy hỏa cầu thuật nổ tung thế cục sinh biến hai bên lại tạm thời ngừng tay tu sĩ ẩn nấp giật mình sau đó giận dữ. Một ít ký ức không chịu nổi khuất nhục hiện ra. Lại là con mẹ nó hỏa cầu thuật, tu sĩ ẩn nấp thân hình khẽ nhúc nhích, rút lui đến nơi xa, nhìn chung quanh một phen, phẫn quốc nói, là ai đang dùng hỏa cầu thuật, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Đầu lĩnh là độc nhãn tội tu quát lớn, điêu lão tam, những thứ khác đừng quản, trước tiên giết tên họ quý đã, mặt hỏa nút trong bóng tối ánh mắt ngưng lại. Tên tu sĩ mặc áo đen, dáng người nhỏ gầy, ánh mắt âm độc lại am hiểu ẩn nấp này, thì ra tên là Điêu Lão Tam. Hắn yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Điêu Lão Tam nhìn quanh bốn phía, lại thả thần thức quét nhìn, vẫn không thấy bóng dáng ai, đáy lòng không khỏi trầm xuống. Loại tư vị bị người ám toán, lại không biết bị ai ám toán kia lại xông lên đầu. Độc nhãn tu nhíu mày, một cái hỏa cầu thuật mà thôi, ngươi sợ thành như vậy, tu vi của độc nhãn tội tu thâm hậu hơn luyện khí tầng 9 bình thường, mà Quý Thanh Bách tấn thăng luyện khí tầng chính nhiều năm, tu vi cũng ngang ngửa với hắn, lúc này mới có thể dằn co lâu như vậy. Tội tu vốn muốn mượn tu sĩ ẩn nấp đánh lén, sớm giết đám người Quý Thanh Bách, bọn họ liền có thể thông dong thối lui. Hiện tại mắt thấy bọn người Quý Thanh Bách chống đỡ không nổi, lại không nghĩ rằng, Điêu lão tam bởi vì một cái hỏa cầu thuật mà sợ đầu sợ đuôi. Điêu lão tam không muốn thừa nhận lắm, nhưng lại không thể không thừa nhận, chỉ có thể không vui nói, người dùng hỏa cầu thuật này có thể khám phá thuật ẩn nấp của ta, lần trước ta chính là thua trong tay hắn. Độc nhãn tu cười lạnh một tiếng, không phải ngươi nói thuật ẩn nấp của ngươi, dưới trúc cơ, không ai có thể nhìn thấu sao. Khuôn mặt già nua khô gầy của điêu lão tam đỏ bừng lên. Độc nhãn tu sĩ thấy thế không còn xoắn xuýt, hỏi, ngươi xác định tu sĩ dùng hỏa cầu thuật này là người lần trước khám phá ẩn nặc thuật của ngươi, điêu lão tam trầm tư một lát, bỗng nhiên cũng có chút không nắm chắc được loại cảm giác quen thuộc này giống như đúc. Giống như có cổ thần thức, như dòi trong xương bám dính trên người mình, làm thế nào cũng không thoát khỏi. Điều này khiến điêu lão tam tin chắc rằng người dùng hỏa cầu thuật vẫn là người trước đó. Nhưng uy lực của hỏa cầu thuật này lại mạnh hơn không ít. Trước đó chỉ có luyện khí trung kỳ, bây giờ lại có uy lực của pháp thuật luyện khí hậu kỳ, tuy rằng tối đa cũng chỉ là 7-8 tầng như vậy. Chẳng lẽ cảnh giới của người này tăng lên, cho nên uy lực của hỏa cầu thuật cũng tăng lên. Nhưng nếu quả thật như thế, tu sĩ này bất quá cũng chỉ mới luyện khí tầng 7 tầng 8, cảnh giới thần thức bực này làm sao có thể nhìn thấu ẩn nặc thuật của mình, điều lão tam do dự không quyết. Tội tu độc nhãn thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi mắng đừng con mẹ nó do dự, người muốn ra tay như thế nào thì ra tay như thế đó, tu sĩ kia giao cho ta. Điều lão tam ánh mắt trầm xuống, sau đó thân hình biến mất, mấy tên tội tu khác cũng đồng thời công kích quý thanh bách cùng hai tên săn yêu sư khác làm cho bọn họ lộ ra sơ hở điêu lão tam cũng tìm được một sơ hở giao găm chuẩn bị cắt vào yết hầu của một gã săn yêu sư trong đó nhưng hắn vẫn lưu tâm đề phòng hỏa cầu thuật quả nhiên hỏa cầu thuật lại bay tới điêu lão tam vội vàng lui bước lắc mình rời đi hỏa cầu thuật này cũng đánh hụt một mực lưu ý xung quanh bốn phía tội tu độc nhãn trong nháy mắt lại đột nhiên đại thịnh tinh quang hắn xoay người, thẳng đến hướng hỏa cầu thuật, cũng chính là chỗ mặt họa ẩn thân mà đi. Giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây cho lão tử, tội tu độc nhãn hét lớn, lắc mình mấy cái đã đến sau một cây đại thụ, cũng phát hiện ra mặt họa giấu ở phía sau cây. Thân hình nho nhỏ, khuôn mặt non nớt, ánh mắt trong suốt, còn hướng về phía hắn cười. Là một tiểu quỷ, tội tu độc nhãn sửng sốt, nhưng động tác không ngừng, thò bàn tay to ra, chụp tới cổ mặt họa mặt họa thì thi triển thể thủy bộ thông dong né tránh khỏi tay tội tu tội tu độc nhãn kinh dị một tiếng tiếp tục đưa tay bắt lấy mặt họa xoay người tránh thoát sau đó hai chân bám vào linh lực đứng thẳng tắp ở trên cành cây nhẹ nhàng đi đến trên cây tội tu độc nhãn trực tiếp rút đao chém tới mặt họa nhưng chém mấy đao đao phát nhanh chóng mặt họa lại luôn có thể tránh né chiêu thức của hắn mỗi lần độc nhãn tu đều cho rằng một đao tiếp theo là có thể chém trúng nhưng mỗi lần đều kém một chút, chính là chém không trúng. Sau mấy hiệp đỏ sức, hắn lập tức hiểu ra. Tiểu quỷ này đang đùa ta. Hắn đang kéo dài thời gian, con mẹ nó, độc nhãn tu giận dữ, nhưng hắn lại không thể làm gì, bởi vì hắn phát hiện thân pháp của tiểu quỷ này, cao minh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn ngay cả góc áo tiểu quỷ này cũng sờ không tới. Tuổi còn nhỏ, thật sự là tà môn. Tu sĩ độc nhãn thấy thế mắng một tiếng, chỉ có thể quay người, lại đi tìm quý thanh bách, trong miệng hô, giết họ quý trước, giết cha con quý gia, bọn họ có thể lấy linh thạch từ khổng gia. Linh thạch là trọng yếu nhất. Về phần những săn yêu sư này, còn có tiểu quỷ này, sau đó lại tìm bọn họ tính sổ cũng không muộn, nhưng hắn muốn chạy, mặt họa lại không đồng ý, trở tay chính là một cái hỏa cầu thuật, trực tiếp nện ở trên lưng tội tu độc nhãn. Mặc dù không trí mạng, nhưng rất đau, mà kinh mạch bị hỏa lực thiêu đốt, cũng có tổn thương không nhỏ. Tội tu độc nhãn giận dữ, lại chạy về phía mặt họa, nhưng hắn căn bản không bắt được mặt họa. Khi hắn muốn chạy, mặt họa lại ném hỏa cầu thuật về phía hắn. Mặt họa sử dụng hỏa cầu thuật vừa nhanh vừa chuẩn, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đón lấy. Cứ như vậy ba lần, quần áo của hắn đều sắp bị đốt nát. Tội tu độc nhãn quất ức đến cực điểm, đuổi theo lại đuổi không kịp, chạy cũng chạy không thoát cuối cùng điêu lão tam và hai tên tội tu khác tới trợ giúp mặt họa mới ngừng tay nhưng như vậy ba người quý thanh bách cũng có cơ hội thở dốc tình cảnh lập tức lại trở nên giằng co mặt họa muốn kéo dài thời gian tình cảnh giằng co là tốt nhất tội tu muốn giết người nếu còn kéo dài đến khi có sự trợ giúp của sang yêu sư bọn họ sẽ không giết được người nhưng có mặt họa ra tay hỗ trợ kiềm chế lấy bốn chọi bốn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không phân ra thắng bại. Nhất là điêu lão tam, đạo pháp thể tu của bản thân hắn lại rất bình thường, giao thủ chính diện căn bản không phải là đối thủ của sang yêu sư. Hắn chỉ có thể ý lại vào thuật ẩn nấp, xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị. Bây giờ ẩn nặc thuật của hắn bị mặt họa nhìn thấu, không sai biệt lắm chẳng khác nào là phế vật. Tất cả tu sĩ ở đây đều nhìn mặt họa. Ánh mắt nhóm tội tu phẫn nộ, ánh mắt của quý thanh bách cũng có chút khó tin hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mặt họa chỉ có tu vi luyện khí tầng 7, bằng sức một mình, lại có thể kiềm chế được độc nhãn tu tu vi thâm hậu kia. Hơn nữa tu sĩ am hiểu thuật ẩn nấp, hình dạng như quỷ mị kia cũng có thể bị hắn nhìn thấu tung tích. Còn có hỏa cầu thuật kia, dùng cũng vô cùng thuần thục. Quả thật là hổ phụ không sinh khuyển tử, bản lĩnh của hắn tuy khác với mặt sơn, không đi con đường luyện thể, nhưng cũng tương đối cao minh. Tu sĩ độc nhãn thấy tình hình không ổn, liền nhìn quý thanh bách âm dương quái khí nói, tiểu quỷ này hẳn không phải là con của ngươi đi, à đúng rồi, con của ngươi đã chết, hiện tại thi thể không biết bị ném ở nơi nào, đang bị sói hoang gặm ăn. Quý thanh bách nghe vậy, bỗng nhiên trong lòng đau nhức kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, ngón tay nhịn không được run rẩy, cơ hồ cầm không được đau. Mặt họa liền nói với quý thanh bách, quý đại ca không chết. Quý thanh bách đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt phím hồng, mặt lộ vẻ chờ mong nói, thật sao, ừm mặt họa nghiêm túc gật gật đầu. Ánh mắt mặt họa phi thường chân thành. Quý Thanh Bách đột nhiên tinh thần rung lên, toàn thân tự hồ tuôn ra trình lực vô tận, một lần nữa nắm chặt đao trong tay. Độc nhãn tội tu lại cười lạnh một tiếng nói, không thể nào, tiểu tử họ quý kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặt họa nhìn hắn một cái, làm sao ngươi biết, độc nhãn tu lạnh lùng nói, triệu hổ đuổi theo rồi, hắn làm sao có thể sống. Không bị phanh thay đã là may mắn lắm rồi. Triệu hổ là tên to con kia sao? Một con mắt còn sót lại của độc nhãn tội tu ngưng lại. Ngươi đã gặp hắn, mặt họa gật đầu. Tội tu độc nhãn cười nhạo nói, không thể nào. Nếu ngươi từng thấy hắn, ngươi cũng chết chắc, mặt họa nói. Dù sao ta cũng không chết, hắn có chết hay không, cũng khó mà nói trước được. Tu sĩ độc nhãn hừ lạnh một tiếng, tiểu quỷ thối, đừng có ăn nói bừa bãi, mặt họa cười cười, móc ra túi trữ vật bị cháy một nửa kia, sách ở trước mặt lắc lắc, lại không nói gì. Con ngươi của Độc Nhãn tu co rụt lại. Túi trữ vật kia là của Triệu Hổ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.